Hello, vâng lại là em Huấn Phạm này các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho các bác rất nhiều mã sản phẩm mới. Trong đó thì bên em về một cái lô đồ gia dụng rất là đẹp luôn để trân trọng gửi tới các bác nhá. Hàng liên doanh Việt Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng. Cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái con nồi áp suất các bác này. Đấy, nồi áp suất đây. Nó sẽ là một con nồi cực kỳ là chất lượng cho bác luôn. Con này thì các bác dùng để nấu cơm cũng được, mà dùng để mình hầm đồ ăn hoặc là hấp đồ ăn cũng được. Nó có kèm cho các bác một con khay hấp như này luôn nhá. Đấy, có một con khay hấp như này. Hàng thì cực chất lượng cho các bác luôn. Dung tích của con nồi này thì của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là 1.8 lít các bác nhá. 1.8 lít. Đấy. Thì đây, để em thử xem lại cái thông số của nồi nó xem sao. Đó. Đây các bác này, đấy, dung tích của nó sẽ là con này thì công suất là 900W này, sử dụng điện 220V này, tần số là 50Hz này. Đấy, và dung tích của nó thì nó vào khoảng là 1.8 lít đến 2 lít, còn dung tích cả vỏ của nó sẽ là 5 lít nhá. Đấy, cả vỏ là 5 lít này. Đấy, lên mã giúp cho em là nồi áp suất nhá, nồi áp suất hàng của Povena, hàng liên doanh Việt Nhật nhá, hàng liên doanh Việt Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây. Thương hiệu gia dụng dẫn đầu Việt Nam các bác này. Đấy, thương hiệu gia dụng dẫn đầu Việt Nam nhá. Đấy, công suất của nó sẽ là 900W. Đấy, 900W nhá. Đó, điện 220V. Đây, thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái nồi như này nhá. Nồi này nó sẽ có một cái lẫy như này, một cái lẫy, và nó sẽ kèm cho các bác là một cái khay hấp như này. Thì các bác có thể cho nước vào, sau đó thì mình hấp bánh bao này hoặc là chiên hoặc là hấp các cái đồ cần làm nóng nhá. Đấy, đặt đây. Đấy. Và các bác đậy nắp lại cho em này. Đậy nắp lại. Đây. Đây, các bác đậy nắp lại cho em. Đậy nắp này, nắp sập vào đây như này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái chiều mũi tên nhá. Thì khi các bác đóng mở thì đúng theo cái chiều mũi tên này cho em này. Đấy, nó sẽ có chiều mũi tên đây. Có mũi tên này, đóng vào mở ra như nào thì nó đã có cái chiều mũi tên đây. Các bác cứ đúng theo mũi tên các bác làm. Đây nhá, có mũi tên, có lẫy khóa đây. Đây các bác này, đây. Ở cái đầu này thì nó sẽ có cái lẫy khóa này các bác này. Hình mở khóa này, hình mở khóa và hình khóa đóng này. Thì các bác cứ theo cái mở khóa đóng khóa này làm cho em. Dung tích của con nồi thì nó thì khoảng là 1.8 lít nhá, 1.8 lít, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, một con nồi áp suất rất là ngon lành như này. Lên mã giúp cho em là nồi áp suất nhá. Đấy, hàng khá dày dặn chắc chắn luôn. Đây. Đấy, nồi của nó rất là chắc này. Mâm của nó dày nhá, nồi chắc chắn nhá, rất là dày dặn chắc chắn luôn. Đấy, nó sẽ có các cái chế độ ví dụ như là tắt này, bật này, đấy, nấu cơm này, nấu thịt cá này, nấu canh, nấu cháo này và nấu các cái loại hạt này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Có chế độ giữ ấm này, chế độ tăng nhiệt đầy đủ cho các bác này. Đấy. Đây, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là nồi áp suất nhá, nồi áp suất. Đấy. Các bác lên cho em là nồi áp suất nhá, nồi áp suất này, đó, nồi áp suất giá của nó sẽ là 890.000 nhá, 890k. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn, một con nồi áp suất chuẩn đẹp chất lượng như này, hàng liên doanh Việt Nhật và giá chỉ có cho các bác là 890.000 cho một cái nồi áp suất như này thôi. 890.000 cho nồi áp suất như này. Hàng bảo hành lỗi 1 đổi 1 trong vòng là 10 ngày nhá. Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày. Đấy, đây. Thông số các thứ rất rõ ràng luôn. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác hai cái dòng chảo này. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là hàng Việt Nam chất lượng cao, đáy 3 lớp nhá các bác nhá. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là đáy 3 lớp các bác này, hàng made in Việt Nam nhá. Đấy, cơ cấu là đáy 3 lớp nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng là chống dính lưới như này, chống dính lưới như này. Rất là tiện dụng luôn. Con này thì đáy của nó sẽ là con này thì miệng của nó sẽ là chảo 24cm nhá, 24cm. Đó, 24cm. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 290k nhá, 290k cho một con chảo như này. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác rồi. 200 các bác lên cho em đó là các bác lên mã giúp cho em là chảo 24 nhá. Đấy, chảo 24. Đó, chảo 24. Giá của nó sẽ là lên cho em là chảo 24 này. Chảo 24 giá của nó sẽ là 290k cho con chảo 24 như này nhá. 290.000 cho con chảo 24 như này. Đó. Chảo 24cm. Ngoài ra thì có một con đường kính nó to hơn, đó là con 30cm. Cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy, đế 3 lớp rất dày luôn các nhá. Con này dùng thì miễn chê luôn. Dán cá to các loại đều được nhá. Chống dính siêu tốt luôn các bạn, chống dính siêu tốt, có cả men lưới chống dính luôn. Con này thì đường kính của nó là 30cm. Đấy. Thì các bác lên cho em là chảo 30 nhá, chảo 30. Đấy, chảo 30 con này thì giá của nó sẽ là 370.000 các nhá, 370.000. Các bác lên cho em là chảo 30 này, đó. Chảo 30, giá của nó sẽ là 370k. Đấy, 370.000. Nếu như các bác mua combo hai con như này thì bên shop gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó,
hai con này thì bên em sẽ bớt cho các bác với giá đó là 30.000 và bao ship này. Đấy, mua hai con này thì bớt 30.000 và bao ship. Còn giá này thì bên em cũng đã bao ship cho bác rồi. Đấy, con này thì sẽ là 370.000 nhá, 370.000. Lên cho em là chảo 30, giá sẽ là 370.000. Còn con này thì các bác lên cho em là chảo 24, giá của nó sẽ là 290.000. Hàng Việt Nam chất lượng cao nhá, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn, rất dày dẫn chắc chắn luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con ấm siêu tốc này, hàng của thương hiệu Sato nhá, hàng thương hiệu Sato. Con này thì nó sẽ là hàng cao cấp cho các bác luôn, hàng cao cấp, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá. Đấy, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác. Đấy, tiền nào của đấy thôi các bác nhá, tiền nào của đấy thôi. Con này thì nó sẽ là 1,8 lít. Công suất của nó là 1.500W và điện là điện 220V. Đấy, xuất xứ Việt Nam và công ty điện tử Việt Nhật nhá. Đấy, điện tử Việt Nhật, hàng liên doanh nhá. Ở đây thì nó sẽ là bên trong là inox 304 này. Bên ngoài thì nó sẽ là nhựa ABS chống dính này. Hàng của thương hiệu Sato nhá. Đế điếc của nó cực kỳ chắc chắn luôn, các cái phần kết nối rất chắc chắn nhá, dày dẫn chắc chắn rất là ngon. Đó, các bác lên cho em là ấm siêu tốc nhá. Ấm siêu tốc. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới các bác. Lên cho em là ấm Sato nhá, giá của nó sẽ là 430.000. Lên cho em là ấm Sato nhá. Đấy, ấm Sato. Đấy, lên cho em là ấm Sato này. Ấm Sato giá sẽ là 450.000 nhá, 450.000. Hàng này thì nó là phân khúc cao cấp rồi các bác nhá, phân khúc cao cấp. Hàng liên doanh Việt Nhật đây, làng liên doanh Việt Nhật này. Lên cho em là ấm Sato nhá. Ấm Sato. Giá của nó sẽ là 450.000 cho con ấm Sato như này nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là con nồi kho cá nhá. Các bác lên cho em là nồi kho cá. Con này thì dung tích của nó sẽ là đây. Con nồi kho cá này thì dung tích của nó sẽ là 1, đây. Nó sẽ là cũng là hàng liên doanh Việt Nhật này, hàng của thương hiệu Matika nhá, Matika liên doanh Việt Nhật. Dung tích của nó sẽ là 2,5 lít cả vỏ nhá, 2,5 lít cả vỏ. Đây. Đấy. Con này thì điện của nó sẽ là điện 220V này. Công suất của nó sẽ là 235W này, 2,5 lít cả vỏ này. Kích thước của nó là 26 x 26 x với lại 21 nhá. 26 x 26 x 21. Đó. Hàng của thương hiệu Matika nhá, Matika. Đó, hàng nội địa của Nhật, hàng liên doanh Việt Nhật, xin lỗi các bác, hàng liên doanh Việt Nhật, thông số chiếc đầy đủ đây. Nó sẽ là một cái nồi bằng bằng sứ rất là dày như này. Thì khi kho cá nó sẽ giữ nhiệt rất là tốt nhá, giữ nhiệt rất là tốt luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 290.000. Các bác lên cho em là nồi kho cá, giá của nó sẽ là 290k. Đấy. Nồi kho cá nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là nồi kho cá, giá của nó sẽ là 290k. Đó. Nồi kho cá này. Nồi kho cá giá sẽ là 290k. 290.000 cho con nồi kho cá như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đây, một con nồi dung tích là 2,5 lít. Đây, nó sẽ có là một số 1, số 2, số 3 này. Chế độ số 1 là tắt này. Đấy. Số 2 là chậm này, số 3 là nhanh này và số 4 là tự động nhá. Đấy, có cả tự động luôn. Nắp của nó thì bằng kính cường lực này. Đấy, và nồi của nó sẽ là thuộc cái dạng cái nồi sứ như này. Thì các bác kho cá nó rất là ngon. Đấy, các bác có thể dùng để hầm ninh các kiểu con này đều được luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là một cái con máy xay sinh tố nhá. Con này thì nó cũng là hàng 3 cối luôn. Hàng 3 cối, hàng cũng của thương hiệu Sato nhá. 3 cối, nó sẽ có 3 cối cho các bác này. Đấy, đầu tiên là một thân máy này. Con này sử dụng điện 220 dòng anh cái dây đi. Con này sử dụng điện 220 nhá. Đấy, sử dụng điện 220. Thì các bác về các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Hàng thương hiệu Sato. Đấy, nó sẽ là dòng có công tắc bật như này. Có công tắc bật này rất là tiện nhá. Đấy. Ở đây thì về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Sau đó thì bật cái công tắc này là máy sẽ chạy này. Đấy, bật công tắc này là máy sẽ chạy thôi. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Hàng bảo hành lỗi 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày. Đây. Đấy, bật công tắc máy chạy này. Đấy, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, số 1 này, số 2 này. Ui giời. Tốc đít luôn các bác nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên là một cái cối xay dạng như là nó là thuộc cái dạng là cối xay khô như này, cối xay khô như này các bác nhá. Đấy, hàng rất chất lượng các bác này. Đấy, các bác đặt thì các bác sập đúng lễ cho em nhá, sập đúng lễ cho em để tránh việc bị nhai mất cái bánh răng này nhá. Cái bánh răng này rất là quan trọng. Nếu các bác dùng mà bị nhai mất cái bánh răng này là coi như là hỏng luôn. Đấy, cho nên là khi mình sập là mình phải sập đúng lễ cho em, sập đúng lễ sau đó thì mình mới sử dụng nhá. Đây. Đấy các bác. Đấy các bác thấy không? Chạy rất mạnh luôn. Đấy, chạy cực kỳ là mạnh và khỏe luôn. Đây các bác này. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Khi các bác sử dụng thì sập đúng lễ cho em nhá. Đây là một cái cối xay đầu tiên này. Đấy, một cối xay khô này. Tiếp theo là nó sẽ là một cái cối xay dạng sinh tố như này nhá. Đây, một cái cối xay dạng sinh tố như này. Con này thì các bác có thể dùng để mình xay hoa quả, xay nước ép, xay các kiểu nhá.
hàng thiết kế nắp lẫy cực kỳ là thông minh luôn. Đây, những cái nắp cái lẫy của nó rất là thông minh nhá. Nắp lẫy của nó rất là thông minh. Hàng của nó sẽ là nhựa ABS, nhựa dày dung tích. Con này thì nó sẽ là 1,2 lít. Các bác xoay như này cho em này. Đấy, sập lẫy vào rất là tiện này. Đấy, khi lắp vào thì các bác cũng sập đúng lẫy cho em nhá. Đúng cá cho em. Sau đó thì mình bật này. Đấy, máy chạy rất là ngon luôn nhá. Máy chạy cực kỳ là ngon luôn các bạn. Con này chạy chấm hết luôn. Dòng này thì cực kỳ ngon rồi. Tiếp theo là một con xay khô nhá. Đấy, con này thì các bác dùng để xay tiêu, xay các loại hạt hoặc là xay bột cho trẻ em. Con này rất là ok. Đấy, lưỡi của nó rất là ngon này. Xay bột, xay hạt cho trẻ em cũng rất là ok. Ở đây nó sẽ có cái cá như này, các bác chỉ cần sập vào cái cá này là xong. Rất là chuẩn chỉ này. Đấy, thấy không? Đó. Sẽ có số như này. Lưu ý các bác là khi sử dụng máy xay thì mình nên nhấp nhả cho em nhé. Nên nhấp nhả thì máy sẽ bền và tốt hơn. Đó, nó sẽ có một cái phần khuyết ở đây để các bác cầm mình vặn cho nó tiện này. Thì bộ này bao gồm cho các bác là 3 cối luôn. 3 cối như này nhá. Một thân máy và 3 cối như này. Các bác lên cho em là máy xay sinh tố. Máy xay sinh tố nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 650.000. Lên cho em là máy xay sinh tố nhá. Đó. Máy xay sinh tố này, máy xay sinh tố. Giá sẽ là 650k cho một con máy xay sinh tố như này nhá. 650.000 cho một con máy xay sinh tố như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm nữa. Đó là cái con bếp hồng ngoại nhá. Qua lên trên là bếp hồng ngoại. Hàng này thì cực kỳ là cao cấp cho các bác rồi. Hàng của thương hiệu Matika nhá, Matika. Hàng cũng đều là hàng liên doanh Việt Nhật hết nhá, hàng liên doanh Việt Nhật hết. Con này thì nó sẽ là sử dụng điện 220V. Đấy, đến 240V thì điện 220 mình Việt Nam mình là ok. Công suất của nó là 2000W đó. Và con này thì đun được hết các loại bếp luôn. Đấy, bên trong bên ngoài của nó là nó sẽ bọc hết các loại bọc hết các cái loại hình các cái loại nó cái này nó thuộc cái dạng như là nó là một cái lớp này nó như là một cái lớp thép không gỉ và phủ sơn tĩnh điện nhé. Rất là đẹp các bạn. Đấy, cắm điện cho em này. Đấy, sau đó thì on up ở đây này. Đấy. Và có tăng lên giảm xuống này. Đấy, và timing này các bác này. Đấy. Rất là hay luôn cho các bác nhá. Con này thì các bác có thể đun được hết các loại xoong nồi là đun được hết nhá. Bếp hồng ngoại này thì nó rất là tiện, các bác có thể sử dụng để ăn lẩu, ăn liếc hoặc là sử dụng các công việc đều ok hết nhá. Đây nó sẽ có rất là nhiều chế độ này. Đấy, có cả BBQ này, nướng này, rồi là rất nhiều chế độ luôn. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là công suất này. Công suất của nó đây. Đấy, chế độ là 800W này, 1600W và 2000W này. Đấy, rất là ngon luôn, hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá. Đặt lên cái nóng luôn, các bác có thể nướng trực tiếp ở trên cái mặt này cũng được, rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn nhá. Lên cho em là bếp hồng ngoại nhá. Các bác lên cho em là bếp hồng ngoại, giá của nó sẽ là 500.000 nha các bác nhá, 500.000. Đó, bao ship tận nhà cho các bác cho một con bếp hồng ngoại như này. Lên cho em là bếp hồng ngoại nhá. Bếp hồng ngoại. Con này thì đun được hết các loại nồi luôn. Bếp hồng ngoại. Giá của nó sẽ là 500k nhá, 500k và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng nha bác, hàng của thương hiệu Matika nhá, Matika. Đấy, công suất của nó đây. Đấy, 2000W nhá, 2000W. Đấy, rất là ok cho các bác luôn. Công suất của nó là 2000W. Kích thước của nó sẽ là 45 nhân với lại 33 nhá, một chiều là 45, một chiều là 33. Đấy. Những cái phần quai này của nó cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn các bác này. Đấy, phần quai này rất dày dẫn chắc chắn này. Quai của nó dạng như là kiểu quai nhôm nhá, rất chắc chắn luôn. Đế bếp các thứ này, mặt của nó bên trong này nó sẽ là một cái mặt kính cường lực nhá, mặt kính cường lực. Đấy, bật một phát là nóng luôn các bạn, bật phát là nóng luôn. Đấy, rất là nhanh nhá. Bếp hồng ngoại này đun cũng rất là thích và giá rất hợp lý, chỉ có 500.000 thôi. Lên cho là bếp hồng ngoại, giá sẽ là 500k. Đó. Rồi, ok. Hello chào các bác nhá. Nay thì bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đồ siêu tầm rất là đẹp cho các bác luôn. Giá thì cực kỳ là tốt. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Em lên cho bác một số cái mẫu gà tàn cũng như là hộp đựng tăm và hộp đựng chè nhá. Đó, thì đầu tiên là em sẽ lên cho các bác cái mẫu gà tàn. Thì đầu tiên là con này thì các bác lên cho em là con rồng rùa nhá. Đấy, rùa đầu rồng hoặc là rồng rùa cũng được. Con này các bác lên cho em là rồng rùa. Đó, rồng rùa. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, đây, em có cái bảng giá sẵn đây rồi. Đó, đây. Con rồng này thì giá của nó sẽ là 190.000 nhá. Đấy, các bác lên cho em là gà tàn rồng này. Rồng rùa giá của nó sẽ là 190k cho một con gà tàn như này. Rất là đẹp luôn. Đó. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng hợp kim mạ đồng nhá, bằng kim hợp kim mạ đồng, cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Lượng đồng của nó phủ vào đây có thể lên tới là 20% đồng nhá, 20% đồng. Đấy, cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá.
rơi quăng quật thoải mái luôn các bạn, rất là đẹp. Đấy, đầu tiên nó sẽ là một cái con rồng như này. Các bác lên cho em là rồng rùa nhé. Rồng rùa giá của nó sẽ là 190.000. Đó, rồng rùa 190.000 này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ đến một con, đó là con voi này. Con voi. Một con voi gạt tàn cũng rất là đẹp luôn. Các bác theo. Đấy. Hình con voi như này rất là đẹp này. Chân tay này, hoa văn hoa lá cành rất là đẹp luôn. Đó, sắc nét tinh xảo nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho em là con voi nhá. Con voi, giá của nó cũng là 190.000 các bác nhá. Con voi, giá sẽ là 190.000 các bác này. Đó. Tiếp theo là đến con lợn này. Đấy, con lợn này, giá của nó cũng là 190.000 các bác nhá. 190.000 cho một con lợn như này. Hàng rất đẹp, rất tuyệt vời cho bác luôn này. Đó. Một con lợn như này, giá cũng là 190.000 các bác nhá. Đấy. Tất cả những con này thì kích thước của nó thì nó cơ bản nó sẽ em sẽ ướm theo cái bàn tay như này các bác này. Đấy, Minh ơi. Ướm theo cái bàn tay như này các bác nhá. Đấy, để các bác quan sát cho được rõ nhá. Em sẽ ướm theo cái bàn tay như này. Tắt cho anh cái con chó. Ừ, đấy. Kích thước thì nó sẽ cơ bản theo bàn tay như này và em ướm theo bàn tay này cho các bác xem này. Đấy, rất là rõ luôn nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một con trâu này. Một con trâu, giá của nó cũng là 190.000 nhá. 190.000 cho con trâu như này. Đấy, 190.000 các bạn. Đây, một con trâu như này. Giá của nó sẽ là 190.000. Hàng cực kỳ là đẹp cho các bác luôn. Đó, 190.000 cho một con trâu như này các bác nhá. Đó, 190.000 các bác này. Đó, rất là đẹp luôn. Một con trâu gà tàn như này. Đấy, các bác có thể mua theo tuổi hoặc là mua theo sở thích. Đấy, bác nào tuổi trâu thì mua con trâu, tuổi chó thì mua con chó. Đấy, tuổi rồng thì mua con rồng. Đấy, tuổi lợn mua con lợn. Đấy, tiếp theo là con chó này. Con chó này thì giá nó sẽ đắt hơn một chút nhá. Đấy, con chó này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000. 230.000. Riêng con chó này thì bên em sẽ bao ship cho bác nhá. Đấy, bao ship. Đó, thì con chó này bên em sẽ bao ship này. Là giá của nó sẽ là 230.000 cho một chú chó như này các bác này. Đấy, 230.000 rất là đẹp luôn. Con này thì hàng nó sẽ chất lượng hơn, chắc chắn hơn các bạn. Đấy, cho nên là nó sẽ đắt hơn một chút các bác nhá. Đắt hơn một chút. Rất là đẹp, độ sắc bén, sắc bén, độ tinh xảo rất là cao luôn. Đây. Đấy. Tất cả nó sẽ là em xòe cái bàn tay ra như này để các bác cảm nhận được cái độ to nhá. Đây, cái bàn tay em xòe ra như này các bác này để các bác cảm nhận được cái độ to nhá. Đấy. Đây. Con chó này thì sẽ là 230 nhá. 230 cho một con chó như này. Bác nào tuổi chó thì có thể mua con này rất là đẹp luôn. Đấy. Con chó này là 230 này. 230 cho một chú chó gà tàn như này các bác nhá. Đấy. Còn con rồng này thì giá của nó sẽ là 190.000 cho một con rồng như này. 190.000 cho một con rồng đầu rùa như này nhá. Rồng đầu rùa. Đấy, ngồi trên vàng các bác này, ngồi trên tiền vàng đây, rất là đẹp luôn. Đó, con này rất là tuyệt vời, dùng để làm gà tàn ở bàn thì rất là đẹp luôn. Đó, rồng đầu rùa này. Đấy, con trâu này. Đây, một chú trâu rất là đẹp các bác này. Một chú trâu rất là đẹp luôn. Đó, một chú trâu rất là đẹp các bác nhá. Đó, một chú trâu rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì một chú voi nữa này. Đấy, một chú voi này. Một chú voi rất là đẹp luôn này. Đấy. Con voi này 190.000 này. Đấy. Con lợn này cũng 190.000 luôn này. Con lợn này 190.000 này. Đấy, lợn thần tài các bác này, lợn thần tài rất là đẹp luôn. Đó. Con lợn này rất là đẹp này. Con lợn này cũng 190.000 này. Đấy, chỉ có riêng con chó này là 230 thôi, 230. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái hộp đựng tăm nhá, hộp đựng tăm đây. Đấy, thì về nhà các bác chỉ cần là bỏ tăm vào đây cho em. Bên trong thì nó sẽ có một cái lớp nhựa để chống bị mùi nhá, chống bị mùi, rất là tiện. Đấy. Các bác chỉ cần lật này cho em xong, ấn này nó sẽ tự đẩy cái tăm lên, rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái hộp tăm như này, giá của nó sẽ là 95.000 nhá. Các bác lên trên là hộp tăm nhá, hình con cá chép này, hình cá chép rất là đẹp luôn. Lên trên là hộp tăm, giá sẽ là 95.000 nhá. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bình đựng trà nhá. Bình đựng trà thì em có hai loại, đó là loại to và loại nhỏ nhá. Cái loại nhỏ này thì hình hoa hồng, còn loại to này thì nó sẽ là dạng là tùng trúc cúc mai nhá, tùng trúc cúc mai xuân hạ thu đông. Đấy, hàng đều là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, cái bình nhỏ này thì nó sẽ là đựng được hai lạng chè nhá. Bình nhỏ này đựng được hai lạng chè. Hàng này nó sẽ là thuộc dạng hàng hợp kim nhá. Hàng hợp kim cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó, các bác theo. Đấy. Rất dày dẫn chắc chắn nhá. Đập thoải mái luôn các bạn, đập thoải mái luôn các bác theo. Rất dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là bình chè nhỏ, con này sẽ là 220.000. Đó, 220.000. Hoa văn của nó sẽ là hình hình hoa hồng như này nhá, hình hoa hồng như này, rất là đẹp luôn. Đó, bình chè nhỏ giá của nó sẽ là 220.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bình chè to này. Đây, bình chè to. Con này thì bên shop đang gửi tới bác một con bình chè to như này. Giá của nó sẽ là con bình chè to này thì giá của nó sẽ là đây. Các bác lên cho em là bình chè to. Chè to này thì giá của nó sẽ là 295.000 và cũng bao ship nhá. 295.000 cho một con bình chè to như này.
và bao ship tận nhà cho bác luôn. Bên trong của nó đều là bọc nhựa hết nhá, cho nên các bác dùng trà cho trà vào thì nó không bị mất mùi hương nhá, không bị mất mùi hương. Rất đẹp, rất xịn sò luôn. Rất đẹp, rất xịn sò, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy, hoa văn hoa lá cành rất là đẹp luôn nhá. Đó, rất là đẹp. Đấy, chất liệu của nó thì 100% là bằng hợp kim nhá. Bằng hợp kim hết cho nên các bác dùng thoải mái, đánh rơi quăng quật thoải mái. Hợp kim mạ đồng. Ở đây của nó là nó có tới cho các bác là khoảng là từ 15 đến 20% đồng phủ bên ngoài, cho nên là rất là yên tâm luôn. Màu của nó thì không bao giờ bị mất màu, nó sẽ giữ được cái màu như này, mãi như màu như này các bác nhá. Đấy, mãi màu như này cho nên rất là đẹp. Đó. Bình trà to giá sẽ là 295.000 nhá. Đấy. Lên cho em là chè to này. Đấy các bác lên cho em là chè to. Chè to này. Chè to 295k nhá. 295k cho bình chè to như này. Đấy, còn con chè bé này thì sẽ là, các bác lên cho em là chè bé này. Chè bé giá sẽ là 220k nhá. Đó, 220k. Trên 200 là bên em sẽ bao ship nhá. Tiếp theo là cái khay giấy này. Đấy, một con khay giấy như này. Con này thì nó sẽ là cũng là bằng hợp kim mạ đồng, rất chắc chắn luôn cô nhá. Có nam châm hít luôn. Đấy, nó có nam châm hít này. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 22, chiều rộng thì vào khoảng là 12 nhá, và chiều cao thì khoảng là 7-8 cm. Rất là đẹp. Hoa văn hoa lá cành đính đá như này rất là đẹp luôn. Hoa hồng. Đấy. Hoàng gia nhá. Đấy, hoàng gia. Giá rất là đẹp cho bác luôn. Lên cho em là khay giấy nhá, giá của nó sẽ là 230.000. Khay giấy này. Đấy. Lên cho em là khay giấy, giá của nó sẽ là 230k và bao ship nhá. 230.000 và bao ship cho một con khay giấy như này. Rất là đẹp, rất tuyệt vời cho bác luôn. Lên mã cho em là khay giấy, giá sẽ là 230k nhá. 230.000 cho một con khay giấy như này. Đó. Mình sẽ lấy lại cái túi táo của bạn vào đây tí. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái táo của Nhật các bác nhá. Táo của Nhật. Đấy, cái túi bóc giả ấy. Táo Nhật các bác nhá. Đấy, một bịch của nó như này các bác này, một bịch của nó như này. Đấy, bịch này thì khá là to luôn. Đấy, một bịch này khá là to luôn, khoảng gần 1 cân nhá, khoảng gần 1 cân. Giá thì chỉ có 100k thôi, 100k cho một túi táo như này nhá, 100.000. Cái này thì nó sẽ là dòng táo Nhật cao cấp, các bác có thể dùng để mình ngâm rượu này. Đấy. Đây, em bóc vào cho các bác xem này. Hàng rất là to, hàng này hàng loại 1 nhá. Hàng loại 1 nó rất to luôn các nhá, rất là to luôn. Thì con này ăn nó rất là ngon các bạn. Về nhà các bác có thể dùng để mình ngâm rượu này. Hoặc là các bác có thể dùng để hãm nước uống trực tiếp cũng được. Hãm nước uống trực tiếp. Các bác đun nước sôi lên cho các bác thả xem 3-4 quả vào đây. Uống cực kỳ là thơm và mát luôn nhá. Hãm nước uống trực tiếp này, ngâm rượu này, hoặc là dùng là thuốc này, hoặc là hầm các cái loại gia vị đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là táo Nhật nhá. Đấy, táo Nhật. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k cho một bịch như này, khoảng gần 1 cân nhá. Đấy, lên cho em là táo Nhật này. Đó, táo Nhật. Giá của nó sẽ là 100k trên một bịch như này nhá, 100.000 cho một bịch táo như này. Đấy, dung tích của nó thì dung lượng của nó thì nó vào khoảng là gần 1 cân. Hàng to đẹp chất lượng cho bác, hàng to đẹp chất lượng cho bác nhá. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá siêu tốt luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái con đồng hồ Rolex nhá, đồng hồ Rolex đây. Rolex mặt vàng cực kỳ là đẹp cho các bác này. Đấy, Rolex mặt vàng rất là đẹp cho các bác luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá, 300.000 cho một con đồng hồ Rolex mặt vàng như này. Rất tuyệt vời ông mặt trời luôn các bác nhá, rất tuyệt vời luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Về nhà các bác chỉ cần tháo cho em cái lẫy này ra này. Đấy, tháo cho em cái lẫy này ra. Đấy, đậy nắp vào là đồng hồ sẽ chạy luôn các bác này. Đấy, đây. Đồng hồ Rolex mặt vàng rất là đẹp các bác nhá. Đây. Thương hiệu Rolex này. Đó. Đây. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000 cho một con đồng hồ như này nhá. Bao ship tận nhà cho bác luôn. Đấy các bác theo. Đây. Điều chỉnh kim thì các bác rút cái lẫy này ra. Đấy, xoáy điều chỉnh giờ cho em. Điều chỉnh giờ nhá. Đấy. Rút cái lẫy này ra. Cái này nó có cả lịch luôn các bác này. Đây điều chỉnh lịch này. Đấy. Và điều chỉnh giờ tùy theo nhá. Đó. Giá thì rất hợp lý cho bác rồi. Lên mã cho em là đồng hồ Rolex nhá. Giá của nó sẽ là 300.000. 300.000 cho con đồng hồ Rolex như này. Đó. Mặt của nó màu vàng này, mặt thân màu vàng rất là đẹp luôn. Mạ vàng 18 carat nhá, mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Lên mã cho em là đồng hồ Rolex nhá, đồng hồ Rolex. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là găng tay làm vườn nhá, găng tay làm vườn. Đây. Nó sẽ là một cái dòng găng tay như này. Đấy, nó sẽ có màu đen, màu xanh. À, găng tay lao động nhá. Đấy. Thì có màu đen, màu xanh và màu xám thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Dòng này thì nó rất là ôm tay cho nên là dùng nó rất là thích các bạn. Đấy, nó rất là ôm tay luôn. Dùng nó rất là thích.
và nó sẽ có cho các bác là một cái phần lót cao su ở đây để mình sử dụng cho nó chống trơn trượt rất là tốt nhá. Đây, đây các bác này. Đấy. Khi mình đeo vào ấy, là nó ôm tay luôn các bạn. Đây, đeo vào nó ôm tay luôn. Đây, như này các bác này. Đấy. Ôm tay như này các bác nhá. Đó, đây. Rất là ôm luôn. Và nó cũng khá là dài nhá, chứ không phải là hàng ngắn đâu. Đấy, dài như này là ok rồi. Ưu điểm của con này khi mà các bác sử dụng thì nó rất là thích, tại vì nó là dòng co giãn. Nó là dòng co giãn và nó rất là ôm tay. Thì các bác cầm nắm này, kể cả em cầm bút như này, nó trơn như này mà em cầm bút em viết nó cũng rất là ok luôn. Đấy. Thì ưu điểm của con này nó rất là ôm nhá. Ôm vừa vặn và có cái lớp cao su như này, hạt cao su chống trơn trượt thế này nhá. Đấy, và cái mặt trên này thì nó là dòng dệt 3D nhá, nó dệt 3D nó rất là thoáng các bạn, dệt 3D rất là thoáng. Các bác có thể dùng để làm thợ xây này, làm thợ nề, thợ mộc này, rồi là các bác có thể dùng để làm các công việc nhặt cỏ, làm vườn đều ok hết. Lên mã theo là găng tay lao động nhá, găng tay lao động. Đấy, găng tay lao động nhá. Găng tay lao động này, đó, lên theo là găng tay lao động nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 5 đôi là sẽ là bằng 40k. Đấy, 5 đôi là 40k nhá, 5 đôi là 40k, còn một bịch như này là 12 đôi nhá, 12 đôi là một bịch nhá, 12 đôi là sẽ là 70k. Giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. 12 đôi là 70.000. Đó. Rồi, ok. Ừ đúng không? Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ nha. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là nay bên shop về cho bác cái con đèn chống cận này, đèn học chống cận. Các bác lên trên là đèn học chống cận hàng của thương hiệu Asahi nhá. Con này thì ba màu sáng trắng, sáng vàng, trung tính này, điều chỉnh sáng tối này, sạc tích điện này, cảm ứng tắt bật này và tích hợp hộp đựng bút luôn. Đó. Con này thì công suất của nó sẽ là 20W nhá, 20W. Nó là sẽ là dòng tích điện nên là các bác dùng nó rất là tuyệt vời. Đấy, không cần phải cắm điện trực tiếp cũng được. Đây. Nó sẽ là một con đèn như này. Và đây nó sẽ kèm cho các bác là một cáp sạc 160, một cáp sạc một hộp đựng bút nhá, một cáp sạc một hộp đựng bút như này. Các bác có thể cho bút vào đây cho em này, rất là tuyệt vời luôn. Đó, rất đẹp nhá. Rất đẹp các bác nhá. Đó. Và đây thì nó sẽ là một cái dòng đèn siêu sáng luôn. Về nhà các bác dùng thì bật cho em cái công tắc đằng sau này lên này. Công suất của nó là 20W nhá. Đó. Nó sẽ có sáng trắng, sáng vàng này và sáng trung tính nhá. Đấy, sáng trắng vàng trung tính ba màu như này để các bác lựa chọn này. Rất là sáng luôn. Con này thì các bác dùng để học hành này, ăn cơm ăn nước này, đọc sách này. Đấy, đều ok hết nhá, độ sáng của nó vừa phải nhá, rất là gọn gàng, sạch sẽ nhá. Đó, rất gọn gàng, rất tiện dụng cho các bác sử dụng. Giá thì lại rất là hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đèn học chống cận, giá của nó sẽ là 200. Đấy, nó có cảm ứng như này, các bác tắt bật ở đây cho em. Đó. Hỏi cho cái đèn này đi. Đấy, lên cho em là đèn học chống cận nhá, 200. Hàng thì cực kỳ là chất lượng cho bác luôn. Đó. Giá của nó sẽ là 190.000 thôi, 190.000. Lên cho em là đèn học chống cận nhá, đèn học chống cận. Đèn học chống cận này. Đấy, đèn học chống cận. Chống cận giá của nó sẽ là 190k. 190k cho con đèn học chống cận như này nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái kéo tỉa 25 nhá, kéo tỉa 25. Con này thì nó dài 25 cm. Hàng made in Japan nhá, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000. 60.000 cho một con tỉa 25 như này. Con này thì rất là tiện dụng các bác này. Đấy. Rất là bén luôn. Các bác dùng để tỉa cây, tỉa cành, nói chung là tỉa dăm, tỉa riếc rất là ok. Đấy. Nó rất là bén này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 60k thôi. Hàng made in Japan đây. Hàng nội địa của Nhật này, made in Japan. Chiều dài của nó là 25 cm. 24-25 cm. Thì các bác lên cho em là tỉa 25 nhá, tỉa 25. Đấy, lên cho em là tỉa 25, giá của nó sẽ là 60k. Đó, các bác lên cho em là tỉa 25. Cái đu đèn cảm ứng hết rồi đấy. Tỉa 25 nhá. Tỉa 25, giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một con kéo tỉa 25 như này. Đấy, 60.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái mic dây các bác nhá. Đấy, mic dây hàng nội địa của Nhật này. Đấy. Hàng của thương hiệu Tamahawa. Đấy. Hàng made in Japan nhá, made in Japan như này. Đó. Tamahawa made in Japan các bác này. Đó, made in Japan. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một mic và một dây. Dây dài khoảng từ 4 đến 5 mét nhá, từ 4 đến 5 mét. Đấy, các bác lắp vào như này cho em là xong. Đó, Tamahawa này. Tamahawa made in Japan. Đó.
giá sẽ là 250.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Một con mic như này, đầu mic đổi miếc này, chất âm nghe hay, trầm ấm, rõ tiếng. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá, chỉ có 250.000 thôi. Lên cho em là mic dây Nhật nhá, mic dây Nhật 250.000, bao ship tận nhà cho các bác luôn. Dây của nó sẽ là thuộc dạng là dây siêu mềm như này nhá, dây siêu mềm như này. Dây siêu mềm lõi đồng, dây cũng là dây hàng nội địa của Nhật luôn, made in Japan đây. Chất âm to, rõ, trầm ấm nhá. Đấy, và tiếng bass check của nó cũng rất là rõ ràng luôn. Đó. Lên cho em là mic dây Nhật nhá, mic dây Nhật giá sẽ là 250.000. Đó. Rồi lên cho em là mic dây Nhật này. Mic dây Nhật giá sẽ là 250k nhá, 250k cho một cái bộ mic dây Nhật như này. Tiếp theo, nay bên shop tiếp tục về cho bác cái hút rửa bát nhá. Các bác lên cho em hút rửa bát. Đấy, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi hút như này này. Đấy, một đầu vòi hút như này. Rong giếc các thứ đàng hoàng, kèm theo dây và các cái đầu ống đầu nắp để các bác đậy vừa vào các cái can của mình, các can nước rửa bát của mình. Đấy, thì con này rất là tiện dụng thôi. Và giá đợt này con này về giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là hút rửa bát nhá, hút rửa bát. Giá chỉ có 70k thôi. Lên cho em là hút rửa bát này. Đó. Hút rửa bát nhá. Hút rửa bát giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k trong cái hút rửa bát như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đấy, thì các bác chỉ cần là lấy đầu đấy, lấy gậy cái đầu và cái chậu rửa ra. Chậu rửa nhà nào thì nó cũng có cái vòi này rồi. Đấy, các bác gậy ra cho em. Sau đó thì mình lắp vào là mình sử dụng thôi. Đấy, rất là tiện này. Đấy, xoáy lắp thì rất là đơn giản, tiện dụng nhá. Đấy, các bác chơi hẳn cái can to về mình sử dụng cho em, cho nó tiện. Đấy. Lắp đặt dễ dàng, gọn gàng, sạch sẽ. Đó. Rất tiện dụng luôn. Giá thì còn cho anh cái tiền pin, anh sát nhật nữa. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác chỉ có 70 cành thôi. Lắp đặt ngon lành, tiện dụng, dễ dàng. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đây là hút rửa bát nhé, giá sẽ là 70k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái kính hàn nhé. Đấy, kính hàn này. Nó sẽ là một cái kính hàn như này. Đó, nó, cái này thì nó sẽ là thuộc dạng là kính hàn điện tử nhá. Qua lên cho em là một cái đây. Kính hàn điện tử nhá, nó sẽ là một con kính như này. Về nhà các bác sử dụng thì nó rất đơn giản thôi. Có cả quai đeo, quai điếc cho các bác này. Có quai đeo cho các bác sử dụng này. Đấy, giá là 160.000. Đấy, con này thì để em sẽ test sản phẩm trực tiếp cho các bác xem được luôn. Đấy, test thì rất đơn giản thôi. Đây, bây giờ các bác nhìn cái biển số này của em là rất là rõ đúng không ạ? Đấy, nhìn cái biển số này là số nhìn rõ này. Đấy, em chỉ cần là bật cái đèn nháy lên. Đấy. Đây, em bật cái đèn nháy lên này. Đó, bật cái đèn pin nhá, chế độ nháy này. Đấy, đây nhá. Đây nhá, bình thường các bác nhìn cái biển số này bình thường này, em bật cái đèn pin chế độ nháy lên là các bác không nhìn thấy số đâu nữa. Đó, đây các bác này. Rất tiện dụng các bác nhá. Còn nhiều không? Thế để báo đặt luôn. Rất tiện dụng luôn nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 160.000 đây. Các bác nhìn cái số trên biển rất là rõ luôn nhá, số trên biển rất là rõ nhá. Đây em cho cái đèn nháy này vào là không nhìn thấy gì nữa này. Đấy, cho đèn nháy vào này, không nhìn thấy gì luôn, bỏ ra các bác là nhìn bình thường. Đấy, nó đơn giản vậy thôi các bác. Đó, rất đơn giản các bác nhá. Đó. Thì con này tính ứng dụng của nó rất là cao. Để các bác dùng để mình hàn xì này. Đấy, làm thợ hàn này là dùng con này là rất là ok, các bác không cần phải đeo những cái kính to. Đấy, lúc tối mắt nên chả nhìn thấy gì cả. Còn con này thì nhìn bình thường, các bác cứ đeo vào bình thường thì các bác vẫn nhìn bình thường nhá. Đấy, lên cho em là kính hàn điện tử nhá, kính hàn điện tử. Kính hàn điện tử. Kính hàn điện tử giá thì sẽ là 160k nhá. 160.000 cho một con kính hàn điện tử như này, hàng của Nhật này, Kabushi Japan này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái gắp nóng nhá. Gắp nóng, cái này thì các bác dùng để mình gắp thực phẩm, gắp thức ăn hoặc là chế biến đồ ăn rất đẹp luôn. Inox 304 dày dẫn chắc chắn này. Các bác dùng để mình chiên rán xào nấu này, bánh này, lật bánh này, rồi cá này, tôm này, rồi các cái loại thực phẩm mình chiên rán xào nấu này. Đấy, thích cong thì mình bẻ ra nó lại cong này, rất là tiện nhá. Hàng inox 304, lên mã giúp cho em là gắp nóng nhá, gắp nóng. Một cái gắp nóng như này giá thì chỉ có 30.000 thôi. 30.000 trong cái gắp nóng như này rất là tiện để các bác sử dụng trong các cái sinh hoạt chế biến nấu nướng hàng ngày. Đấy, lên mã giúp cho em là gắp nóng nhá. Lên cho em là gắp nóng này. Đó.
gấp nóng, giá của nó sẽ là 30k nhé, 30k cho một con gấp nóng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con đèn pin cảnh sát Nhật nhé, sẽ là một đèn như này, có tấm pin sạc năng lượng mặt trời, kèm thêm cho các bác một cái cáp sạc như này, hàng nội địa của Nhật đây, Polis Made in Japan nhé. Độ dọi xa của nó thì từ 600 đến 1000m nhé, 600 đến 1000m. Có chân sạc ra cho điện thoại này, đấy, có chân sạc ra cho điện thoại luôn đấy. Có còi hú này, còi hú la bàn đầy đủ này đấy. Rồi có phá kính này, có phá kính, có cắt dây đầy đủ cho các bác luôn, các chức năng nhé. Đèn thì pha của nó rất là rọi luôn, điểm sáng rất là lớn, rọi mà các bác không nhìn thấy số đâu nữa là các bác biết không đấy. Chất lượng của đèn cực kỳ là tốt luôn, rọi sáng rất là sáng các bác nhé. Đây ban ngày mà cái điểm sáng của nó còn như này là ban đêm là các bác biết rồi, rất là sáng luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá, đèn pin cảnh sát Nhật. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Ở đây thì các bác có cái phần này là tấm pin năng lượng mặt trời và có ánh sáng trắng như này luôn. Các bác giữ lì cho em này thì nó sẽ ra đèn đỏ cảnh báo SOS nhá. Và giữ lì thì nó lại về cái phím này. Đó, rất là tiện. Lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Một con đèn pin cảnh sát Nhật như này, quai đeo quai sách đàng hoàng. Đấy, 10 chức năng cho một con đèn pin như này và giá chỉ có 180.000 thôi. Lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật, giá sẽ là 180k nhá. Đó. Rất chất lượng cho các bác và giá cũng rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là đèn pin này, đèn pin cảnh sát Nhật nhá, đèn pin cảnh sát Nhật. Giá của nó sẽ là 180k nhá, 180.000 cho con đèn pin cảnh sát Nhật như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái bật lửa điện nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho em là bật lửa điện. Về nhà các bác thì về nhà các bác tự bơm ga vào cho em nhé. Đấy, tự bơm ga vào cho em. Đó. Con này thì về nhà các bác tự bơm ga vào cho em nhé. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k cho một con bật lửa điện như này. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Đó. Rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em là xong nhá. Lên cho em là bật lửa điện. Giá của nó sẽ là 80k. Đó. Bật lửa điện này. Bật lửa điện giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một con bật lửa điện như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ổ vàng chống va đập nhá. Các bác lên cho em là ổ vàng chống va đập này. Đấy, nó sẽ là một con ổ vàng như này, chống va đập thoải mái cho bác luôn. Đấy, lá của nó là 100% là lá đồng hết nhá. Và có rất là nhiều các cái chân cắm khó để các bác đưa vào. Đấy, các cái vị trí chân cắm tròn, cắm dẹt đều được hết. Lên cho em là ổ đúc vàng nhá, ổ đúc vàng. Giá sẽ là ổ đúc vàng này, ổ đúc vàng. Ổ đúc vàng giá sẽ là 45k nhá. 45k cho một cái ổ đúc vàng như này. Xoáy cái ốc này ra đấu dây vào cho em là xong. Đó, rất là tiện này. Có 5 ổ cắm nhá. Đấy, con này đập thoải mái luôn con này. Thì các bác dùng để chiến công trình hoặc là các bác dùng dùng ở nhà cũng được, rất là ok. Ổ đúc vàng giá sẽ là 45.000. Đó. Tiếp theo thì lên cho bác cái ví xanh nhá. Đấy, cầm cho anh cả cái ví hồng này. Các bác lên cho em là ví xanh. Con này thì nó sẽ là dòng cao cấp rồi. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k cho một con ví xanh như này. Con này thì nó có tới 4 cái bấm móng chân nhá. 1, 2, 3 này. 4 cái bấm móng chân. Rồi có cả nạo gót chân, rồi nói chung là đầy đủ bộ lệ như này nhá. Giá thì sẽ là 100.000 cho một cái bộ ví xanh như này nhá. Các bác lên cho em là ví xanh nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đấy, bấm móng chân, móng tay này, rồi cắt da chết này, rồi nói chung là đầy đủ lấy giá tai đầy đủ cho bác luôn, combo như này. Đấy, mua bộ combo này, chọn bộ thì rất là rẻ. Lên cho em là ví xanh nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Ví xanh giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con ví xanh như này. Ngoài ra thì bên shop có cái dòng vừa tiền hơn, đó là cái con ví hồng này, giá sẽ là 60.000. Nó sẽ là một con ví cũng tương đối là nhiều chi tiết. Thì bấm móng thì nó sẽ có 3 cái bấm móng. Và cũng có lấy giấy tai nặn mụn rồi các kiểu con đà điểu luôn. Thì con này giá sẽ mềm hơn một chút, giá sẽ là 60.000. 60.000 cho một con ví hồng như này. Đấy, con này thì dùng nói chung là cũng ok thôi, con kia nhiều khi các bác dùng không hết. Con này thì có cả kéo tỉa lông mũi cái thứ đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là ví hồng nhá. Ví hồng giá của nó sẽ là 60.000 cho một em ví hồng như này. Đấy, 60k cho em ví hồng này, rất là tiện dụng luôn. Lên cho em là ví hồng nhá. Ví hồng giá sẽ là 60k. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái máy sấy tóc nhá. Máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips này. Đấy, hàng của Philips, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, hàng của Philips đây. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái dòng mà 3000W. Đấy, hàng thương hiệu Philips, hàng nội địa của Nhật nhá, Philips này. Đấy, hàng Nhật xuất cho nên nó sử dụng điện 220V, dây dài khoảng trên 1m. Đó, hàng Philips công suất là 3000W. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn, hai công tắc như này,
Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, độ nóng của nó rất là mạnh, rất là khỏe và rất là nhanh. Rất nhanh nóng và hàng đẹp, chất lượng. Giá thì rất hợp lý, chỉ có 130.000 thôi. Lên cho em là sấy tóc Philips nhá. Đấy, sấy tóc Philips này. Sấy tóc kia, mấy sấy tóc kia còn không? Philips giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Cầm cho anh cái nào. 130.000 cho con sấy tóc Philips như này. Đó. Sấy lên cho em là sấy tóc Philips, giá của nó sẽ là 130.000. Đó. Sẽ là một con máy sấy tóc rất chất lượng. Sử dụng điện 220V và công suất của nó sẽ là 3.000W. Còn nhiều không? Sấy tóc Philips này, đấy, sử dụng điện 220V. Điện 220V nhá, và công suất của nó sẽ là 3.000W nhá. 3.000W các bạn. Đấy, công suất của nó là 3.000W. Lên cho em là sấy tóc Philips, giá chỉ 130.000 thôi. Ngoài ra thì bên shop còn một ít cái máy sấy tóc hàng của Nhật nhá. Đấy, hàng của Nhật và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá thanh lý cực kỳ là tốt luôn. Con này thì công suất của nó chỉ có 1800W thôi, 1800W. Con này đang bán là 100, đợt này thanh lý nốt cho bác giá chỉ còn là 80.000 cho một con máy sấy tóc như này thôi nhá. Đấy. Lên cho em là máy sấy tóc mini nhá, máy sấy tóc mini. Giá của nó sẽ là gọi là mini thôi chứ còn nó cũng rất là to đây. Đấy, nó cũng to tương đương với con Philips này các bác này. Đấy. Lên cho em là sấy tóc mini nhá, giá của nó sẽ là 80.000. Đấy, sấy tóc mini này. Đấy. Sấy tóc mini. Mini, giá của nó sẽ là 80.000. Đợt này thanh lý cho bác giá tốt luôn. Chỉ còn là 80.000 cho một con máy sấy tóc mini như này thôi. Công suất của nó sẽ là 1800W nhá. 1800W. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con máy hút thổi bụi nhá. Con này thì nó sẽ là hàng chạy điện này, điện 220V, công suất của nó là 650W. Đấy, lượng gió của nó sẽ là 1600 min và 2,3 m³/s nhá. Đấy, 2,3 m³/s. Đấy, rất khủng khiếp luôn. Đây nó sẽ là một con máy như này. Giao anh cái dây điện. Đây nó sẽ là một con máy như này các bác nhá. Đây, đấy. Một con máy như này các bác này. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng như này các bác này. Đấy, dây dài khoảng trên 1 m. Hàng của thương hiệu Masaki nhá, Masaki. Đó, đây. Đưa được giao anh cái dây điện đi. Sử dụng điện 220V nhá, 1650W và 1650 min trên 1 phút nhá. Đây em sẽ cắm test thử cho bác xem. Test thử độ mạnh của nó nhá. Con này nó sẽ sử dụng điện trực tiếp 220V luôn. Nó sẽ có là một cái vòi hút và một cái vòi thổi thì đấy, bình thường thì các bác lắp chiều này cho em thì nó sẽ là thổi này. Đấy, lắp này nó sẽ là thổi rất mạnh luôn. Thổi khủng khiếp luôn không nhá. Đây, thổi này. Thổi rất khủng khiếp luôn nhá. Thổi bay hết cả đi luôn. Đó thấy không? Thổi bay sát đi luôn này. Đó, đây. Rất là mạnh nhá. Đó. Rất mạnh luôn. Đó. Đây là chiều thổi nhá. Chiều thổi của nó rất là mạnh luôn. Chiều hút thì về nhà các bác chỉ cần là lắp cái này vào theo này. Đây. Lắp cái này vào đây. Đấy. Và các bác lắp cái phần giỏ này vào bên này. Lắp ngược lại thì nó sẽ là chiều hút này. Đấy. Thì nó sẽ là lắp ngược lại cho em cái chiều này. Đấy. Thì nó sẽ hút một đầu vào sang đây. Đây. Hút đây. Nó hút bên này. Hút bên này và hơi nó sẽ đọng lại đây. Đấy. Hút này, đây. Qua thử hút này. Đấy, con xem. Rất là ngon. Con này thì giá rất là hợp lý cho bác thôi. Một con máy hút thổi bụi như này. Con này dùng điện nhá. Thì các bác về, các bác làm thợ, làm nghề hoặc là về mình thổi lá, thổi lầu ở sân cũng rất là ok luôn. Đấy. Có cả nấc để điều chỉnh đây. Đấy, rất là ngon lành. Lên cho em là máy hút thổi bụi nhá. Đấy, lên cho em là các bác lên mã giúp cho em con này, nó sẽ là thổi bụi xanh nhá, nó sẽ màu xanh như này. Lên cho em là thổi bụi xanh, giá sẽ là 260.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đó, lên cho em là thổi bụi xanh này, thổi bụi xanh nhá, thổi bụi xanh giá của nó sẽ là 260.000 và bao ship tận nhà. Con này thì nó sử dụng điện nhá. Đấy,
Điện của nó sẽ là điện 220V. Đấy. Sử dụng xanh, sử dụng điện 220V nhá, điện 220V. Dòng này dòng cắm điện chứ không phải dòng chạy pin nhá. Đấy. Điện 220 50Hz này, 650W này, 1600 min trên 1 phút này. Đó. Và 2300 mét khối trên 1 phút này, rất là khủng khiếp luôn nhá. Đó. Đây. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất hợp lý nhá, chỉ có 260.000 thôi. Lên cho em là thổi bụi xanh nhá, thổi bụi xanh 260.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vít xanh nhá. Các bác lên cho em là vít xanh. Con này thì rất là tiện luôn. Nó sẽ là một con vít như này, bao gồm cho các bác là một tay nối dài và 30 đầu vít khác nhau, to nhỏ lớn bé. Dẹt tròn mũi khế sao hoa thị. Đầy đủ cho bác nhá. Hai khe ba khe đầy đủ. Các bác chỉ cần lắp vào như này chị em này, lắp vào này chị em. Đó. Sau đó thì mình lắp cái đầu xanh vào này. Ở đây thì nó sẽ có một viên bi. Đấy, thế là các bác lắp vào chị em là mình sử dụng nhá. Rất là tiện luôn. Đó, cái này thì các bác có thể điều chỉnh dài ngắn ở đây chị em. Đó. Có thể điều chỉnh dài ngắn ở đây nhá. Rất là tuyệt vời luôn. Đó. Và cũng có thể sử dụng cái đầu bên hông như này để mình xoáy cho nó tiện này. Đấy. Giá thì rất hợp lý nhá. Lên cho em là bộ vít xanh nhá. Đấy. Lên cho em là vít xanh, giá thì chỉ có 40 cành thôi. Đó. Các bác lên cho em là vít xanh nhá. Đấy. Vít xanh giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho cái bộ vít xanh như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán ngải cứu con nhá. Miếng dán ngải cứu. Con này thì chuyên trị đau mỏi xương khớp, đau vây thần kinh, đau mỏi vai gáy, đau thắt lưng hoặc các bác tập luyện thể thao mà bị đau mỏi các bác dán vào cho em. Hàng nội địa của Nhật nhá, nguyên tem, nguyên mác, nguyên đai, nguyên kiện đàng hoàng. Rất tuyệt vời cho các bác luôn. Một hộp này bao gồm cho các bác là 12 miếng nhá. Một hộp này bao gồm cho các bác là 12 miếng này. Đấy, một hộp bao gồm 12 miếng, về nhà các bác bóc ra cho em. Đó, bóc ra. Đấy, một hộp bao gồm cho các bác là 12 miếng như này. Về nhà các bác bóc ra sau đó thì các bác sử dụng thôi, rất là tiện. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 12 miếng trong hộp như này. Đấy, và đây thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Về nhà thì các bác bóc cái này ra sau đó dán vào cho em. Bác nào chuyên bị đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng hoặc là các khớp xương, khớp vai bị đau, các bác bóc ra dán trực tiếp vào cho em. Đây, đấy. Bác nào đau ở đâu thì các bác dán vào đấy cho em. Đau ở vị trí nào các bác dán trực tiếp vào vị trí đấy cho em. Đấy. Chuyên trị cổ, vai gáy, thắt lưng, dây thần kinh, độ bám của nó rất là tốt luôn. Các bác dán xong mà nóng, nóng quá các bác có thể thay thì các bác dán vào vị trí khác vẫn được nhá. Đây, chuyên dán vào cổ vai gáy là rất là ok luôn nhá. Đấy, lên cho em là miếng dán ngải cứu, hộp này là 12 miếng, tắt hai quả bóng trong, miếng dán ngải cứu nhá. Đó, miếng dán ngải cứu này. Đó, lên cho em là miếng dán ngải cứu, giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k trong hộp miếng dán ngải cứu như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa sứ hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy. Một hộp này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 đôi. Đấy, 5 đôi đũa. Rất là đẹp các bạn. Đấy, rất đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Chất liệu bằng sứ nhá. Đấy, chất liệu bằng sứ rất là đẹp. Đấy, dùng cái đũa này thì nó bền, sạch sẽ, không bị nấm mốc, không bị vi khuẩn xâm nhập rồi nhanh khô, nói chung là được rất nhiều yếu tố nhá, rất nhiều yếu tố như này. Lên mã giúp cho em đó là đũa sứ nhá, đũa sứ. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000 cho một hộp 5 đôi. Đấy, 70.000 cho hộp 5 đôi. Đấy, các bác lên mã xem là đũa sứ, hàng rất đẹp luôn. Các bác cứ mua từ 3 đến 5 hộp là ok. Đó. Lên xem là đũa sứ này. Đó. Đũa sứ nhá, giá của nó sẽ là 70k. Đấy, 70k trên hộp này bao gồm là 5 đôi cũng nhá, 5 đôi. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con đồng hồ nhá. Đấy, các bác lên cho em là đồng hồ LED thì nó sẽ là một con đồng hồ như này. Đấy, về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy, cắm trực tiếp điện 220. Bóc cho em cái màng giấy bóng này ra này. Đấy, bóc cho em màng giấy bóng này ra. Cắm trực tiếp điện 220 qua củ sạc điện thoại. Đó là nó sẽ lên thôi. Và đây thì nó sẽ có các cái nút điều chỉnh thì các bác cắm ở đây cho em. Đó. Có sẵn dây này về các bác cắm ở đây nhá. Lên cho em là đồng hồ LED nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 170.000 cho một con đồng hồ LED như này. Các bác cứ cắm vào là mình sẽ có giờ thì mình xem giờ rất là tiện. Đấy, lên cho em là đồng hồ LED. Giá sẽ là 170k cho một con đồng hồ LED như này. Rất tiện dụng cho các bác sử dụng nhá. Đây, khi nó nảy số lên thì nó sẽ là nảy số như này các bác này. Đấy. Có cập nhật cả ngày giờ, nhiệt độ, độ ẩm rồi, nói chung là đầy đủ hết cho các bác luôn. Đấy.
cập nhật cho các bác luôn ngày giờ nhiệt độ độ ẩm rồi các cái giờ điện tử số to rõ ràng đây. Đấy, nó sẽ lên như này luôn, lên cho em là đồng hồ led nhá, đồng hồ led giá sẽ là 170k nhá, 170.000 cho một con đồng hồ led như này, 170k các bác nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái và lên mã giúp cho em là khóa Đức nhá. Đấy, khóa Đức. Hàng thì bên shop lại tiếp tục về để phục vụ các bác. Đây nó sẽ là một cái dòng khóa đúc đồng. Đấy, chất lượng 5 sao hàng của Đức nhá. Đấy, made in Germany này. Đó, made in Germany. Hàng thì cực kỳ xịn sò và chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất là tốt, một cái hộp khóa như này. To, đẹp, dày dẫn chắc chắn. Đấy. Và lên cho em là khóa Đức nhá. Một hộp này giá của nó sẽ là 180.000 đợt này về các bác giá chỉ còn 150.000 thôi, 150.000 trong con khóa Đức như này. Đây, hàng made in Germany các bác này. Đấy, made in Germany, hàng của Đức, chữ khắc chìm luôn. Đấy, con này ưu điểm của nó thì nó sẽ là một cái dòng khóa mà chống trộm nhá, chống trộm, chống cắt, chống làm giả chìa được hết các nhá, chống làm giả chìa luôn. Chìa của nó là thuộc dạng chìa tròn như này thì Việt Nam mình nó chưa có cái phôi chìa tròn như này nhá. Đấy, chưa có phôi chìa tròn này cho nên là trộm nó sẽ không thể ăn cắp được. Đấy, rất là tiện nhá, và khi khóa thì cái độ ngoàm của nó là gần như là bảo vệ hai mặt luôn. Mặt này có bảo vệ, mặt này có bảo vệ nhá. Thì nó sẽ không thể đưa chìa vào, không thể đưa cái đưa cái cắt vào để nó cắt ra được. Đấy, cho nên là chống trộm tuyệt đối luôn, chống trộm gần như tuyệt đối luôn. Và rất là chắc chắn chứ không như những cái khóa thường đâu. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000. Lên mã giúp cho em đó là khóa Đức nhá, khóa Đức giá của nó sẽ là 150k. Đấy, lên cho em là khóa Đức này, đó. Khóa Đức giá của nó sẽ là 150k nhá. 150k cho con khóa Đức như này, 150.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con bơm tẩu nhá, bơm tẩu hàng của thương hiệu Toyota. Bác nào mà đã có xe ô tô là bắt buộc phải có một con bơm tẩu như này để khi buổi sáng đến này các bác sử dụng này nó bị còn chứ. Khi buổi sáng đến thì các bác sử dụng mà nó bị hết hơi này, hoặc đang đi trên đường, hoặc các bác đỗ vào bến này, nói chung là đang lưu thông trên đường cũng được. Đấy, tóm lại là khi mà bị hết hơi thì các bác sử dụng con này cho em. Đó, ở đây nó sẽ là một con bơm như này cắm vào luôn vào cái tàu ô tô cho em. Đấy, nó sẽ có đầu dây như này nhá. Các bác cắm vào cái tàu ô tô cho em, cắm vào tàu ô tô sau đó các bác bật lên. Đó, đây thì nó sẽ có cái đầu bơm phao, bơm bóng, các thứ linh tinh. Đấy, dây dài khoảng 2-3 mét, các bác cắm cái này vào cái tàu ô tô cho em. Đó, cắm vào tàu ô tô là các bác bật lên là mình bơm được luôn, nó rất là tiện. Bác nào có xe con là bắt buộc phải có một con này để mình để trên xe ô tô để mình đề phòng mình bơm. Đấy, thì bắt đầu cắm tàu xong thì các bác bật cái công tắc nguồn này lên cho em, và khi nào nhấp hơi thì mình nhấn cái nút này nhá. Đấy, nhấm cái nút này thì nó mới ra hơi này. Đấy các bác nhá, lưu ý cho em. Đó, hàng của thương hiệu Toyota nhá, hàng thương hiệu Toyota. Đó, con này thì hãng Toyota nó sản xuất để nó tặng cho gọi là tặng cho khách hàng mua xe nhá, tặng cho khách hàng mua xe. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá. Lưu ý các bác là phải khởi động cái công tắc này lên này, sau đó thì nhấn cái nút này. Nhấn cái nút này này. Đấy, thì lúc nào bơm hơi là nhấn nút này. Đấy, nó cái này luôn luôn ở chế độ là mở. Thì các bác nào nhấm thì nó mới ra hơi, để nó tránh cái trường hợp là bị nổ hơi nhá, nổ hơi. Đó. Bơm công suất của nó là được 6 cân, nói chung là rất là ok để cho các bác bơm xe con là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý thôi. Bơm tẩu này bao nhiêu nhỉ? Bơm tẩu không ạ? Các bác lên mã giúp cho em là bơm tẩu nhá. Đó, bơm tẩu. Bơm tẩu ô tô này, bơm tẩu ô tô giá của nó sẽ là 180k nhá. 180k cho cái bơm tẩu ô tô như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Đây, đây là cái nút điều khiển ra hơi này, đây là công tắc nguồn này. Đấy, cái này cắm vào tàu ô tô này, cái này các bác xoáy vào hơi này. Đó, lên trên là bơm tàu ô tô nhá. Đó, hàng của thương hiệu Toyota. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái mic. Các bác lên trên là mic không dây nhá, mic không dây. Đấy, con này thì các bác dùng chuyên để hát karaoke này, rất là ngon luôn. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Các bác sẽ được kèm thêm một cái cáp sạc như này, về nhà các bác cắm một cục sạc điện thoại nhà mình. Đấy, có nút nguồn này, các bác bật nguồn lên cho em này. Đó, bật nguồn lên cho em. Đó.
bật nguồn lên. Đấy, các bác có thể kết nối vào Bluetooth để mình nghe nhạc này rồi là hát karaoke rất là ngon luôn. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo. Đó, rất là tiện dụng không nhá. Đấy. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo, alo. Đấy, thì khi mà các bác cứ bật nguồn lên sau đó thì kết nối là mình hát karaoke là xong nhá. Đấy. Alo, anh đưa em về thăm quê anh. Đó, rất là hay luôn. Alo, alo. Đấy, chất âm vang nhá, trầm ấm, nghe rất là rõ luôn. Các bác có thể dùng để mình vừa kết nối để nghe nhạc hoặc là hát karaoke nhá. Đấy, nút nguồn ở đây các bác tắt nguồn đi cho em. Đó. Lên mã giúp cho em là mic không dây nhá, mic không dây. Con này thì giá của nó sẽ là 100.000. Các bác mua về để các bác mình nghe nhạc rồi hát karaoke rồi nói chung là đa di năng được luôn. Đó. Lên cho em là mic không dây nhá. Đó. Mic không dây này. Giá của nó sẽ là 100k cho con mic không dây như này, 100.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên thuốc chuột nhá. Các bác lên theo là viên thuốc chuột. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, nó sẽ là một cái dạng viên màu hồng này nhá, một cái dạng viên màu hồng như này. Bên shop bán thì nó sẽ là 30.000 cho một hộp, bao gồm cho các bác là một hộp như này. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng của Thái Lan nhá. Các bác chỉ cần đổ vào các cái đường đi lối lại của chuột hoặc là các khu vực nào mà chuột nó hay hay làm tổ hay hay trú ẩn nhá. Con này thì nó sẽ là hàng cao cấp của Thái Lan này. Đấy, đây, mã tem mã vạch đàng hoàng, hàng của Thái Lan nhá. Đấy. Và thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn. Siêu nhạy luôn, chết cả đàn luôn nhá, chết cả đàn luôn. Đấy, các bác chỉ cần là rắc vào những khu vực nó hay đi này. Đấy, con này thì bán của nó là toàn cầu luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 30k trên một hộp như này nhá. Đấy, mua từ 5 hộp thì sẽ là 140.000 nhá, 140k. Còn mua lẻ thì sẽ là 30.000 cho một hộp như này. Lên cho em là thuốc chuột nhá. Đấy, viên thuốc chuột. Viên thuốc chuột này, viên thuốc chuột. Lên cho em là viên thuốc chuột nhá. Giá của nó sẽ là 30k. Đó, 30k cho một cái hộp viên thuốc chuột như này. Con này thì thị phần bán nó là số 1 của Thái Lan luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, có khách mua cả chục hộp luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tăng đơ hộp nhá. Các bác lên cho em là tăng đơ hộp, một con tăng đơ cực kỳ xịn sò đựng trong một cái hộp hai lớp hộp như này. Đấy, lên cho em là tăng đơ hộp nhá. Giá thì chỉ có 100 cành nhưng mà con tăng đơ hộp này thôi. Chạy cực kỳ khỏe và êm ái luôn. Đấy, chất liệu của nó thì bằng đồng này. Đấy, hoa văn rồng phượng rất là đẹp luôn. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một đế sạc này, một đế sạc này, đấy, một đế sạc này, kèm thêm cho các bác là một viên pin này, một viên pin và bốn cái cữ như này nhá. Một đế sạc, một viên pin và bốn cái cữ như này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, các bác lắp pin vào. Lắp pin thì nếu mà các bác lắp mà nó bị sai chiều thì các bác đảo chiều đi cho em cũng được, không sao cả. Không sợ bị các bác cứ lắp và bật lên bình thường, nếu mà nó không lên thì các bác đảo chiều đi cho em nhé. Tăng đơ chạy cực kỳ khỏe và êm luôn. Đó, chạy cực kỳ khỏe và êm luôn nhé. Đó, chạy rất là khỏe luôn. Ưu điểm của con này thì không ăn da nhé. Đây, em dùng này, băm chặt thoải mái luôn, không bị ăn da nhé. Đấy, không bị ăn da, các bác thấy không, rất là khỏe, chạy khỏe êm. Đấy, chắc không ăn da. Có cữ các bác nhé, có cho các bác là các cái cữ như này các bác lắp vào, mình dùng để cắt tóc cho người già trẻ con đều ok hết nhá. Ưu điểm của nó là không ăn da. Đây, ví dụ nó đang chạy mạnh như này, đang chạy như này. Đấy, các bác có thể băm bổ thoải mái này, ngoáy này, chọc này, không ăn da nhá, thì rất là ngon. Mình dùng nó rất là an toàn. Nếu như mà người già trẻ con ngó ngoáy các thứ cũng được, không ảnh hưởng gì. Đây, em sẽ cắt thử cái lông tai cho bác xem này. Con này các bác có thể dùng để cạo râu được nhá. Đó, rất là sạch luôn các bác này. Thấy không? Sạch bong luôn. Đó, trắng bóng luôn. Các bác có thể dùng để mình cạo râu cũng được, rất là ok. Giá thì rất hợp lý thôi, chạy cực kỳ là khỏe và êm ái. Và một con tăng đơ hộp như này, giá bên shop đang phân phối gửi tới các bác giá chỉ có 100 cành thôi. Lên mã giúp cho em là tăng đơ hộp nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đó, tăng đơ hộp này. Tăng đơ hộp, giá của nó sẽ là tăng đơ hộp, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái tăng đơ hộp như này. Rất là tiện dụng, hàng nguyên đai nguyên kiện như này, cực kỳ chất lượng để gửi tới các bác nhá. 100k. Sản phẩm tiếp theo. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái dòng tăng đơ và nó xuất đi khá là nhiều nước luôn các bác này. Đây, xuất đi rất là nhiều nước các bác nhá. Đây. Đây, Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Ý, châu Âu, Italia, đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đó, xuất đi rất nhiều nước châu Âu luôn. Đấy, và giá thì chỉ có 100.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ 6 hũ gia vị nhá. Các bác lên cho em là bộ 6 hũ gia vị này. Đấy, nó sẽ là một cái bộ 6 hũ gia vị như này. Đấy, rất là tiện dụng cho các bác sử dụng trong gia đình nhà mình. Đây. Đấy, nó sẽ là 6 cái hũ như này nhá. 6 cái hũ như này. 6 hũ gia vị như này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái lỗ nhỏ này, một cái lỗ nhỡ và một cái lỗ to như này để các bác có thể châm gia vị ra nhá. Rất là tiện này. Đấy, bằng thủy tinh nhá, bằng thủy tinh. Nắp của nó thì nó sẽ là nắp inox như này, rất là đẹp. Đấy, và cái bàn này của nó thì nó có thể xoay được luôn.
nó sẽ bao gồm là 6 gia vị và cái bàn này nó có thể xoay tròn như này. Đây, các bác có thể đặt lên như này. Đấy, đặt lên như này. Sau đó thì mình xoay tròn như này rất là tiện này. Đấy, có 6 hũ luôn. Đặt lên, sau đó thì các bác xoay đi cho em. Đấy, mình dùng cái hũ nào thì mình lấy cái hũ đấy, nó rất là tiện đây. Đấy, xoay đi như này nhá. Để mình lấy gia vị ra này. Đấy, các bác có thể cho muối, mắm, mì chính, hạt tiêu rồi các cái dòng gia vị đều ok hết nhá. Đấy, đây, cho vào sau đó thì mình xoay đi cho em. Nó rất là đẹp. Bộ của nó sẽ bao gồm là 6 hũ nhá. Đấy, 6 hũ như này. Bộ nó sẽ bao gồm 6 hũ như này các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn. Xoay tròn được các bác này. Xoay tròn rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Lên cho em là bộ 6 hũ gia vị, giá của nó sẽ là 100 mấy nhỉ? Lên cho em là bộ 6 hũ gia vị nhá. Bộ 6 hũ này. 6 hũ gia vị. Gia vị giá của nó sẽ là 120k nhá. 120k trong cái bộ 6 hũ gia vị như này. Đấy, giá chỉ có 120.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt tóc nhá. Kéo cắt tóc hàng của thương hiệu Kai, một cặp như này giá sẽ là 150.000. 150.000 cho một cái cặp kéo cắt tóc như này, bao gồm cho các bác là 2 chiếc đựng trong một cái ví da cực kỳ xịn sò luôn. Các bác có thể mua kèm cùng với tăng đơ kéo tóc như này. Tăng đơ 100 với lại 150, bộ kéo tóc này là 250 là đã bao ship rồi. Như vậy là các bác đã có chọn bộ kéo cắt tỉa và tăng đơ để về nhà các bác hành nghề nhé. Các bác hành nghề hoặc là mình cắt cho người già trẻ con rất là ok. Đó, cắt rất là ngon luôn các bác này. Đấy, rất là ngon luôn. Đây. Đấy, thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Kai Japan nhé. Đó, Kai Japan các bác này. Đây, kéo của Kai Japan, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp luôn. Đây, chất thép của nó là thép trắng không gỉ nhé. Rất là bền đẹp chắc chắn luôn. Đấy, con này các bác mua một lần dùng cả đời luôn. Rất sắc bén nhé. Giá thì chỉ có 150.000 thôi. Các bác cứ mua kéo cắt tóc kèm tăng đơ như này là giá là 250.000 là bên em đã bao ship rồi. Đấy, giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Như vậy là các bác đã có cho em là combo một kéo tóc và một kéo tỉa mà giá chỉ có 250.000 thôi. Đấy. Thì các bác lên cho em là kéo tóc nhá. Kéo tóc này, giá của nó sẽ là 150k cho một hộp như này, bao gồm là 2 chiếc nhá, 2 chiếc kéo tóc. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái ly giữ nhiệt nhé. Đấy, các bác lên cho em là ly giữ nhiệt hoặc là cốc giữ nhiệt cũng được. Ở đây thì nó sẽ combo cho các bác là một cái ly như này, một cái ly như này nhé. Chất liệu của nó thì nó sẽ là hàng bằng inox 304 nhé. Đấy, giữ nhiệt rất là tốt luôn. Có nắp đậy như này nhé. Có nắp đậy thì các bác có thể dùng để uống nước này. Đấy, và có cả ống hút nhá, ống hút bằng inox luôn, rất là đẹp các bác này. Đấy, các bác không dùng thì mình lại đậy cái nắp này lại này, giữ nhiệt thoải mái luôn nhá. Đó, hàng này của nó sẽ là hàng xuất Mỹ nhá. Hàng xuất Mỹ các bác này, American này. Đấy, American nhá. Hàng của Mỹ cực kỳ cao cấp luôn đây. Đấy, American các bác này. Đấy, American nhá, hàng cao cấp cho các bác luôn. Inox 304 2 lớp nhá. Các bác có thể mở cái vòi này ra để uống này. Đấy, hoặc là các bác cho ống hút vào đây này. Cho ống hút vào đây rất là tiện. Hoặc nếu các bác dùng bình thường thì các bác bỏ cho em cái nắp này ra, mình làm cốc uống nước, uống bia. Dung tích của nó là 600ml, dùng làm cốc uống bia cực kỳ là ngon luôn. Một lon bia với mấy viên đá cho vào đây nữa là chấm hết luôn các bác nhá. Đó. Rất là đẹp nhá. Đấy, đây, rất đẹp luôn các bác này. Rất đẹp, rất dày dặn chắc chắn, giữ nhiệt cực tốt luôn. Đấy, hàng rất chất lượng. Giá thì rất hợp lý nhá. Lên cho em là các bác lên cho em là cốc giữ nhiệt nhá. Cốc giữ nhiệt này, cốc giữ nhiệt. Cốc giữ nhiệt giá của nó sẽ là 70k trên một cái nhá. Mua 3 cái thì sẽ là bằng 200k và bao ship luôn. 3 cái là bằng 200.000 bao ship, giá cực tốt cho các bác luôn nhá. Riêng 3 cái là bao ship nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình 15 nhá. Các bác lên cho em là bình 15. Con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, một con bình 15 như này, dung tích của nó là 1,5 lít nhá. Con này bao nhiêu nhỉ? Hả? 150. Các bác lên cho em bình 15. Đó. Con này thì dung tích của nó là 1,5 lít nhá, 1,5 lít. Có quai cao su sách như này. Rất là ngon luôn các bác này. Đấy, cũng có lưới lọc nhá. Có lưới lọc để các bác uống trà cà phê. Inox 304 nhá, giữ nhiệt cực kỳ tốt luôn. Dung tích là 1,5 lít nhá. Thì lên cho em là bình 15. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000 nhá. 150.000 cho một con bình 15 như này. Nắp xoáy cực kỳ là ngon nhá. Nắp phủ inox này, rất là đẹp này. Đấy, đế thì rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác thấy không? Đó, một con bình rất là đẹp như này. Con này lên cho em là bình 15 nhá. Bình 15 dung tích là 1,5 lít. Đấy, bình 15 này. Bình 15 giá của nó sẽ là 150k nhá. 150k cho một con bình 15 như này. Nó sẽ có hai màu, màu xanh và màu xám, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, và giá thì rất là tốt cho bác rồi. Lên cho em là bình 15. Giá của nó sẽ là 150.000. 150.000 cho con bình 15 như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì
Bên shop có cho các bác cái dòng chảo gang này. Cầm thấy cái chảo gang bé. Con này là bao nhiêu, được tính bao nhiêu? Đấy, chảo gang các nhá. Chảo gang bé ngoài. Con này được tính bao nhiêu nhỉ? Hỏi bọn kia xem. Lên theo đường kính mà. Nó sẽ có hai mẫu này nhá, hai mẫu như này, một cái mẫu là đường kính là 13 nhá, một mẫu đường kính 13 và một mẫu đường kính to hơn một chút nhá. Đấy thì các bác lên cho em là chảo 13 này, chảo 13 đường kính của nó là 13 sen nhá, chảo 13 đường kính 13 sen giá sẽ là 80k nhá, 80k. Đó, cho con chảo 13 như này. Đây, con này sẽ là chảo 13 nhá các bác nhá. Đấy, chảo 13 này. Chảo 13 giá của nó sẽ là 80k nhá. Đấy. Chảo 13 sen, đường kính 13 sen con này. Con này thì nó sẽ sâu lòng hơn. Còn con này thì nó sẽ là nổi nhá, nó sẽ là nổi như này. Con này đường kính là 26 sen. Lên cho em là chảo 26 nhá, chảo 26 sen. Chảo 26 sen, giá bao nhiêu nhỉ? Chảo 26 sen. Con này thì khá là nặng luôn các bạn. Con này phải tầm khoảng 1 cân 4. Còn con này thì 7-8 lạng nhá, 7-8 lạng. Đấy. Con này là 1 cân 4. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là lên cho em là chảo. Chảo 26 nhá, chảo 26. Nặng khoảng 1 cân 4 cân rưỡi gì đấy nhá, rất là nặng luôn, dày lắm các bạn. Đây, nguyên cái miệng này của nó thì nó dày khoảng 2 ly nhá. Hả? Giá của nó sẽ là 155k nhá, 155k. Đấy, lên cho em là chảo 26 nhá, chảo 26. Giá sẽ là 155.000. Còn con này là chảo 13 nhá, chảo 13. Đấy, giá của nó sẽ là 80k. Đấy, con này là chảo 13 sen này, lên cho em là chảo 13 sen. Giá của nó sẽ là 80.000, nặng khoảng 89 lạng. Còn con này thì nó sẽ là chảo 26 sen và nặng khoảng hơn 1 cân. Giá của nó sẽ là 155.000. Con chảo gang này thì cũng rất là tiện để các bác dùng để mình rang lạc này hoặc làm các công việc đều được hết nhá. Rất dày dẫn chắc chắn này, quai của nó là bằng quai bằng gỗ. Quai bằng gỗ chịu cách nhiệt tốt, giá rất hợp lý. Tiếp theo thì em lên cho bác cái cào đất nhá. Các bác lên cho em là cào đất. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 cho một chiếc như này. Đấy, các bác dùng để cào đất làm vườn rất là ok luôn. 30.000 một chiếc nhá. Bác nào lấy combo thì bên em sẽ bán cho các bác cái giá đó là 50.000 cho hai chiếc, còn lấy lẻ thì sẽ là 30.000 cho một cái cào đất như này nhá. 30k cho cái cào đất như này thôi. Đấy. 1 2 3 4 5 chân như này các bác dùng để cào đất rồi cào cỏ làm cỏ rất là tuyệt vời luôn. Đấy, 30.000 một chiếc, là mua hai chiếc là 50.000. Rồi ok. Đây các bác nhá. Đó thì nó sẽ là một cái dòng nhựa rất là dẻo các bác, nhựa rất là dẻo này. Đây, uốn cong thoải mái các bác này, uốn cong thoải mái như này. Đấy thì bên shop sẽ bán theo cho các bác là combo nhá. Một cái mắc như này thì sẽ là 10.000 và bên shop bán từ 5 cái trở lên. Đấy, bán từ 5 cái trở lên. Thì các bác lên cho em là mắc áo ngọc nhá, mắc áo ngọc. Đây. Đấy, mạ vàng rất là đẹp này. Đấy, bên trong nó có điểm những cái màu vàng rất là đẹp. Và cái khuy này của nó này, khuy này của nó là khuy treo này của nó là mạ đồng hết nhá, mạ đồng. Đấy, bằng thép và mạ đồng này, rất là sáng bóng luôn. Đấy, thép mạ đồng sáng bóng không gì nhá. Lên cho em là mắc áo ngọc nhá. Bên shop bán thì nó sẽ là 10.000 một chiếc và bán từ 5 chiếc trở lên. Đấy, bán từ 5 chiếc trở lên nhá. Đấy, 5 chiếc sẽ là 50.000. Còn bác nào lấy cả chục thì bên shop bán cho bác cái giá tốt hơn. 10 cái thì chỉ có 80.000 thôi. 10 cái là 80.000, còn lấy lẻ thì sẽ là chấp nhận là 10.000 một chiếc nhá. 10.000 một chiếc như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Màu sáng bóng đẹp. Đấy. Lên cho em là mắc áo ngọc này. Đấy, các bác lên cho em là mắc áo ngọc nhá. Đó. Mắc áo ngọc này. Mắc áo ngọc giá sẽ là 5 cái là bằng 50k nhá, bằng 50k. Đấy, còn 10 cái thì sẽ là bằng 80k nhá. 10 cái là 80.000. Đấy. Số lượng là 5 cái là bằng 50k, 10 cái là 80.000. Thì các bác có thể lấy 10 cái về mình sử dụng dần cho nó tiện thôi nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái móc gỗ nhá. Đây, nó sẽ là một con móc gỗ như này. Thì ở đây nó sẽ kèm thêm cho các bác là một cái khuy nữa để các bác có thể treo đồ, treo quần, treo áo, rồi phơi quần, phơi áo, những cái quần áo mà nó dạng như là quần áo con hoặc là các cái váy viếc mà nó nhỏ thì mình treo vào đây cho em, nó rất là tiện. Đấy, thì khi mà các bác treo thì nó sẽ không bị rơi vãi và nó rất là phù hợp luôn. Lên cho em là móc áo gỗ, con này bao nhiêu nhỉ? Cái đấy nó có cái hộp nhỏ của nó. Lên cho em là mắc áo gỗ nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 40k. Đó. Lên cho em là mắc áo gỗ. Ở kìa. Đấy, lên cho em là mắc áo gỗ hộp màu trắng này. Có lên cho em là mắc áo gỗ nhá. Đó, mắc áo gỗ này. Giá của nó sẽ là 40k cho một con mắc áo gỗ như này nhá. 40.000 cho một con mắc áo gỗ như này. Ở đây thì nó sẽ có kèm thêm cho các bác là một cái đầu khuy như này nhá. Đây.
Đấy, kèm thêm cái đầu khuy này về nhà nó sẽ có sẵn lỗ rồi. Về nhà các bác chỉ cần là xoắn ốc vào nhà cho em là xong. Xoáy ốc vào đây cho em là xong. Đấy, xoáy ốc vào đây cho em là xong. Đó, là mình treo lên như này. Rất là tiện dụng nhá. Đó. Giá sẽ là 40k cho một con mắc áo gỗ như này. Cái này chất liệu của nó bằng inox nhá, rất tuyệt vời luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá, nên cho em là mắc áo gỗ. Giá sẽ là 40k. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo tôn trợ lực nhá. Lên mã cho em là kéo tôn trợ lực. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 160.000 một chiếc kéo tôn trợ lực nha. Con này cắt thì cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, cắt cực kỳ khỏe và ngon luôn. Đó. Cắt cực kỳ khỏe và ngon luôn các bác nhá. Đó. Tắt cái bóng ở giữa đi. Bóng giữa với cái bóng bên kia. Không, cái đây để lại bên kia với cái giữa ấy. Đấy. Lên cho em là kéo tôn trợ lực nhá. Giá sẽ là 160k cho một con kéo tôn trợ lực như này. Con này nó sẽ có cái góc nghiêng 45 độ như này. Thì khi các bác cắt thì nó sẽ nằm ở dưới nhá. Đây, đấy, các cái phần này nó sẽ nằm ở dưới này. Đấy, nó sẽ nằm ở dưới như này. Thì nó rất là tiện các bác này. Đấy. Rất là tiện luôn. Đấy, rất tiện luôn. Cứ tắt đi. 160.000 các bác nhá. Đấy, lên cho em là kéo tôn trợ lực. Giá sẽ là 160k, rất là tiện các bạn. Đây. Rất tiện dụng thì các bác sử dụng nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây câu bình nhá. Con này công suất của nó sẽ là 2000 ampere nhá, 2000 ampere. Dây cực kỳ là khỏe, to, bền, chắc chắn. Giá thì rất hợp lý, chỉ có 190.000 cho một con dây câu bình như này thôi. Nó sẽ có cho các bác là hai màu dây, một màu là màu đỏ, một màu là màu đen. Màu đỏ thì các bác cho vào phần dương và màu đen cho vào phần âm. Lõi của nó thì 100% là lõi đồng hết nhá, lõi đồng. Đấy, dây kết nối cực kỳ là chuẩn chỉ luôn. Dây lõi đồng to, kết nối cực kỳ chuẩn chỉ luôn. Phần kết nối này đều bằng đồng hết nhá. Đấy, kết nối này đều bằng đồng hết này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là dây câu bình nhá, dây câu bình. Dây khá là to luôn, công suất của nó sẽ là 2000A nhá. 2000A là các bác dùng thoải mái rồi. Dây dài khoảng từ 2 đến 3 mét. Các bác chuyên dùng để mình có xe con này, mà khi bị chết máy này hoặc là khi trục trặc thì các bác dùng để mình lấy vào các cái gọi là lấy vào để mình câu từ xe nọ sang xe kia rất là ok. Giá rất hợp lý các bác nhá. Lên cho em là dây câu bình. Giá của nó sẽ là dây câu bình này. Dây câu bình. Giá của nó sẽ là 190k cho một cái bộ dây câu bình như này nhá. 190.000 cho một cái bộ dây câu bình như này. Giá rất là tốt cho bác luôn. Điện thoại anh đâu rồi? Đưa cho anh tí. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái phao nước thông minh nhá. Các bác lên cho em là phao nước thông minh. Giá thì sẽ là 70.000 cho một cái phao nước như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái phao như này và một cái đầu vòi để các bác cho nước nó xả ra này. Và gioăng cao su đầy đủ cho các bác luôn. Đó, đây thì em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Con này thì cái tính ứng dụng của nó rất là cao nhé. Các bác có thể lắp và test nước này, bồn, cầu, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều được hết nhá. Nó rất là tiện. Và giá thì lại rất là hợp lý, chỉ có 70.000 thôi. Nó sẽ là một cái dạng phao nước thông minh nhá. Lên cho em là phao nước, giá sẽ là 70k. Đó, phao nước này. Giá của nó sẽ là 70k trên một chiếc nhá. Đấy, mua từ 3 chiếc trở lên thì bên em sẽ bao ship cho các bác luôn. 3 chiếc là bao ship nhá. Đây các bác nhá, các bác cứ xả ra như này, nó khi mà nước nó chạm cái đáy này một phân là nó sẽ tự ngắt. Múc nước ra thì nước lại chảy này. Đấy. Bao giờ nước nó chạm là nó lại tự ngắt, rất là tiện các bác nhá. Đấy. Lắp đặt thì rất là đơn giản thôi. Đấy, lắp đặt thì cực kỳ là đơn giản các bác. Đó. Bác theo. Đấy, múc ra này, múc ra thì nó sẽ lại chảy này. Đấy, và đầy thì nó sẽ lại tự ngắt nhá. Rất là đơn giản vậy thôi. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70k cho một cái phao nước như này nhá. Rồi ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đá mài hàng nội địa của Nhật nhá. Hàng cực kỳ là cao cấp cho các bác. Và lô này bên shop về thì giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó, giá rất tốt cho bác luôn. Thì bên em có hai mẫu, nó sẽ là đá đỏ và đá vàng nhá. Đá đỏ và đá vàng. Đấy. Đá đỏ này thì nó sẽ là độ mịn là 3.000-8.000 và đá vàng này là độ mịn 5.000-10.000. Hàng đều là hàng nội địa Nhật nhá, made in Japan cho các bác. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác thì giá rất là tốt luôn. Đây một cái viên đá mài chất lượng như này các bác này. Đấy. Hàng thì nó sẽ là chữ của nó là in trực tiếp trên đá luôn nhá, chữ in trực tiếp trên đá luôn, hàng nội địa của Nhật này. Thương hiệu Katashiwa, made in Japan nhá, made in Japan. Đó, hàng rất là chất lượng cho các bác và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn, một cái viên đá mài như này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là độ mịn 3.000-8.000 và độ mịn 5.000-10.000, hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đó. Thì nó sẽ có kèm cho các bác một cái miếng lót như này nhá, một cái miếng lót như này để các bác khi mình mài thì nó khỏi bị trơn trượt nhá. Đấy. Để trên các mặt bằng mình mài thoải mái luôn. Đấy.
hàng vận chuyển từ bên Nhật về thì thi thoảng nó có những viên nó bị gọi là hơi sứt nhẹ như này thì không có vấn đề gì các bác nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là đá đỏ nhá. Đấy, cái này đá nó màu đỏ này, độ mịn là 3.000-8.000 này. Đấy, hàng thương hiệu Katashiwa Made in Japan. Lên cho em là đá đỏ nhá. Viên đá đỏ này thì giá của nó sẽ là 70.000 cho một viên thôi. Đó, đá mài hàng Nhật nhưng mà giá thì cực kỳ Việt Nam luôn. Đó, viên này thì lên cho em là đá đỏ nhá. Đấy, lên cho em là đá đỏ này. Giá của nó sẽ là 70k cho một viên nhá. 70.000 cho một viên đá đỏ như này. Đấy, 70.000 cho một viên đá đỏ như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì các bác lên cho em cái viên này thì nó sẽ là đá vàng nhá. Lên cho em là đá vàng. Đấy, nó sẽ là màu vàng. À, giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k. Con này thì độ mịn của nó sẽ là 5.000 10.000 nhá. 5.000 trên 10.000. Đó, 5.000 trên 10.000. Đó. Còn con đá đỏ này thì độ mịn của nó sẽ là 3.000 trên 8.000 nhá. 3.000 trên 8.000. Đây. Độ mịn của nó sẽ là 3.000 trên 8.000. Thì lưu ý các bác khi mài thì các bác cứ mài cho em cái độ mịn cao trước, sau đó thì mài cái độ mịn ít trước nhá. Đấy, độ mịn ít trước. Ví dụ 3.000 8.000 thì các bác mài cho em cái phần 3.000 này trước, sau đó thì mình mài lên cái 8.000 này để mình lấy bén nhá. Đấy. Và cái 5.000 10.000 thì cũng vậy, thì các bác mài cho em cái độ mịn 5.000 trước, sau đó thì các bác mài lên cái độ mịn 10.000. Đấy thì độ mịn càng cao thì mài dao càng nhanh bén nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là đá đỏ nhá. Đá đỏ thì sẽ là 70.000 cho một viên như này. Kích thước của nó sẽ là gần 20 nhá, gần 20. Đấy, bản thì rộng là khoảng 4 cm và cao thì khoảng là 3 cm nhá. Bản rộng khoảng 5 cm và cao khoảng 3 cm. Đấy, 2 cm rưỡi 3 cm. Đó. Tiếp theo em lên cho bác đó là kia ổ đúc vàng nhá. Các bác lên cho em là ổ đúc vàng, giá của nó sẽ là 45k cho một con ổ đúc vàng như này, 45.000. Lên cho em là ổ đúc vàng. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng chống va đập thoải mái luôn, chống va đập thoải mái luôn các bác nhá. Đó. Và lá của nó đều 100% là bằng lá đồng hết nhá. Bên trong của nó là lá đồng hết. Ổ đúc chống va đập về nhà các bác xoáy cái bát ốc này ra sau bắt vít vào cho em. Công suất của nó sẽ là 16A 250V, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Và giá thì chỉ có 45.000 thôi, 45k. Lên cho em là ổ đúc vàng, giá sẽ là 45.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là một cái con đèn kim. Đấy, giá sẽ là 80k nha. Dòng này thì không có pin nhá. Bên em bán thì không có pin đâu. Cái này em lắp pin vào để em thử cho các bác xem thôi, chứ còn bên em bán là nó sẽ không có pin. Về nhà các bác tự lắp pin nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn này. Rất là đẹp luôn, khi thả ra nó sẽ là nhiều màu như này. Rất là đẹp các bác nhá. Đó, rất đẹp luôn. Và giá thì cực kỳ là hấp dẫn nhá. Đấy, rất nhiều màu sắc như này, rất là đẹp này. Đó. Giá thì sẽ là 80k nhá. Lên cho em là đèn kim, giá của nó sẽ là 80.000. Đó, 80.000 cho một con đèn kim như này. Lên mã cho em là đèn kim, giá sẽ là 80k. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá. Con này thì bên Nhật nó chuyên dùng để trong các cái hệ thống nhà hàng khách sạn, trong cái hệ thống nhà hàng khách sạn nó dùng để nó sử dụng trong nhà hàng khách sạn nhá, rất là tuyệt vời luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, và nó sẽ có những cái que như này để khi mà các bác mở ra thì các bác cắm vào cho em để cho nó thơm nhá. Cái này thì rất là thơm luôn. Đây, nó sẽ có một cái nơ đeo rất là đẹp như này, có một cái nơ này để các bác đeo này. Nơ các bác đeo cái nơ này vào đây cho em này. Đó. Sau đó thì các bác để trong nhà hàng khách sạn. Đấy, phòng ngủ, phòng tắm, nhà ăn, nhà vệ sinh đều được hết nhá. Đó. Thì về nhà các bác giật cái này ra. Giật cái này ra này. Đấy. Giật cho em, mở cho em cái nắp này ra này. Đấy. Các bác mở cho em cái nắp này ra, sau đó thì cái này nó đậy rất là chặt luôn, sau đó thì cắm cái bấc này vào. Đó. Nước hoa khách sạn. Mùi thơm cực kỳ là thơm luôn. Đấy. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu các bác nhá. Đấy, và giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Một cái lọ nước hoa khách sạn như này. Lên cho em là nước hoa khách sạn nhá, giá chỉ có 30.000 thôi. 30k cho một lọ nước hoa khách sạn như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng dây điện nhá. Đấy. Thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thước rút trước này. Đấy, nó sẽ có cái dòng là thước móc khóa nhá. Các bác lên cho em là thước móc khóa. Chiều dài của nó sẽ là 2m và nhân với lại 6mm nhá. Con này thì có thể cuộn tròn như này được này. Đấy. Hàng này của nó là thép siêu mềm luôn và cái hệ thống lò xo của nó rất là tốt này. Đấy. Các bác thả cái nó phật vào ngay. Đó. Giá thì chỉ có 50k thôi. Lên cho em là thước móc khóa nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. Đó, bên em sẽ về nó có hai màu, màu vàng và màu đồng như này. Đấy, bác nào chọn màu thì báo, còn không thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Nó sẽ có màu vàng và màu đồng như này, rất là đẹp luôn. Đấy. Con này thì nó chỉ nhỏ bằng hai ngón tay như này thôi và chiều dài của nó là được 2m nhá. Nhân với lại bản của nó là 6mm nhá. Số to cực kỳ rõ ràng luôn các bác này. Đấy, dùng rất là ngon, rất tuyệt vời luôn. Thì các bác có thể đeo vào móc khóa này để mình sử dụng sơ cua, mình cần lấy kích thước nhanh thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, kích thước của nó là 2m, giá sẽ là 50k nhá. Lên cho em là thước móc khóa nhá, có thể đeo vào móc khóa như này được. Lên cho em là thước móc khóa, giá sẽ là 50.000.
sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao chặt của Đức nhá. Đấy, lên mã giúp em là dao chặt Đức này, một con dao cực kỳ chất lượng luôn, bán thì dày khoảng 2 ly nhá, hàng made in Germany này. Đó, dao chặt của Đức nhá, con này thì chắc là nó nặng khoảng là 4 lạng gì đấy nhá, nặng khoảng 4 lạng gì đấy, rất là nặng luôn, cầm cực kỳ đầm. Con này chặt thì cực kỳ là ngon, thép trắng không gì nhá, dùng cực kỳ là ngon luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng 30 cm. Các bác lên cho em là dao chặt Đức nhá. Đó, dao chặt Đức này. Đấy, dao chặt của Đức mà. Đấy, lên cho em là dao chặt Đức, giá của nó sẽ là 150k nhá. 150.000 cho một con dao chặt Đức như này. Con này thì rất là đẹp luôn con này. Đấy. Em sẽ thử test thử dọc giấy cho bác xem như thế nào nhá. Đấy. Em đã gieo cho em là dao chặt Đức nhá, để em thử test dọc giấy cho. Đó. Khá là bén luôn con này. Đấy. Dao chặt mà dọc giấy như này là khá là ngon rồi các bạn. Đấy. Bình thường thì nếu mà những con dao chặt thì rất là khó để dọc giấy thôi nhá, tại vì cái bản của nó khá là dày. Nhưng mà con này dọc giấy ok, tức là hàng rất chất lượng đó nhá, hàng rất chất lượng này. Hàng made in Germany. Đó, lên mã giúp cho em là dao chặt Đức nhá. Dao chặt Đức giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Chắc con này thì nặng khoảng 4 5 lạng gì đấy nhá. Đấy, cũng khá là nặng luôn, nặng khoảng 4 5 lạng gì đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Lên cho em là dao chặt Đức, giá của nó sẽ là 150.000, 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tô vít xanh nhá. Các bác lên cho em là tô vít xanh, giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Đấy, tô vít xanh này. Đấy, tô vít xanh, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một cái vít xanh như này. Đấy, tô vít xanh giá của nó sẽ là 40.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vít, một công nối dài và 30 mũi vít nhá. 30 mũi vít khác nhau. Đó, to nhỏ lớn bé mẹ con, lục giác ba khe đầy đủ hết cho các bác luôn. Con này thì rất là tiện, các bác chỉ cần là lắp vào đầu vít này cho em này, sau đó thì mình sập cái này vào này. Đấy. Cái này thì các bác có thể tùy chỉnh dài ngắn ở đây nhá. Đấy. Tùy chỉnh dài ngắn ở đây để mình sử dụng này. Đấy. Thích chỉnh dài thì được dài, thích chỉnh ngắn thì được ngắn nhá. Đó, rất là tiện. Đây, đấy, rất tiện luôn. Và ngoài ra nó sẽ có cả một cái đầu công ngang như này thì các bác có thể lắp vào đây. Lắp vào đây để mình xoáy ngang cho em này, rất là tiện này. Đấy, xoáy ngang, có cả công ngang luôn. Thì đây nó sẽ là những cái hàng vít phổ thông nhá. Lục giác ba khe mũi khế, rồi nói chung là tất cả các loại như này. Đây là các bác dùng để sửa chữa lặt vặt máy tính, điện thoại, rồi laptop các kiểu con là điều đều được hết nhá. Đấy là mình sử dụng thôi. Hàng rất chất lượng và xịn sò luôn. Lên cho em là tô vít xanh, giá của nó sẽ là 40.000 cho một con tô vít xanh như này nhá. Tô vít xanh giá của nó sẽ là 40k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen quạt. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đây sẽ là một con sen quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt nhá. Đấy. Tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó. Thì bên shop về thì nó sẽ là một cái dòng sen như này. Con này dùng nóng lạnh thoải mái nhá, dùng nóng lạnh thoải mái luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cái này là giúp đóng ngắt trên tay này, đóng ngắt trên tay này, điều chỉnh tăng giảm áp lực nước này. Dây dài 1,5 m nhá. Đấy, các bác về các bác kết nối dây vào đây cho em. Dây dài 1,5 m. Có thể ngoắt nghéo này, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó. Thì con này giá thì chỉ có 100 cành thôi. Con này bên shop bán rất là nhiều rồi. Hàng này thì khỏi phải bàn rồi. Giúp tăng áp lực nước rất là tốt và dùng nóng lạnh thoải mái. Đây, hàng đóng gói cực kỳ đẹp luôn. Lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Sen quạt này. Tăng áp nhá, sen quạt tăng áp giá sẽ là 100 cành nhá. 100k cho con sen quạt tăng áp như này. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác nhá, bình thường mà các bác dùng cái sen thường thì nó rất là yếu. Đấy, nhưng mà dùng con sen quạt này thì nó rất là mạnh. Giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó. Đây các bạn này. Đấy, có thể ngoắt nghéo này, điều chỉnh này. Đấy. Nước ra dạng lưới này, tăng áp lực nước rất là tốt luôn các bác nhá. Đó, cánh quạt quay giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình tắm xịt rửa rất là thích luôn. Dùng cái vòi bình thường thì nó rất là yếu, nhưng mà dùng cái sen quạt tăng áp này thì nó khá là mạnh luôn và có lõi lọc luôn nhá, có lõi lọc luôn. Đấy, giá thì chỉ có 100 cành thôi. Rồi ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác con siêu phẩm đèn đèn xoay các bác nhá. Lô này về nó sẽ là một cái dòng mẫu mới trực tiếp luôn, cắm có điện dây điện đàng hoàng, các bác có thể di chuyển vị trí nhá. Đấy, và có cái đai này để các bác có thể dịch chuyển để mình bắt lên tường này, bắt vít lên tường này, hoặc là dán lên tường, hoặc là làm các công việc đều ok hết này. Màu sắc rất đẹp này, sặc sỡ các bác này. Đó, màu sắc đẹp sặc sỡ rất là đẹp luôn. Lô này thì cái giá của nó sẽ là 60.000. Hàng trước thì cái hàng đuôi rời thì giá nó rẻ hơn một chút, là rẻ hơn 5.000 thôi. Đấy, còn lô này thì cái hàng nó sẽ hơi lệch một chút, là nó sẽ lên là 60.000. Nhưng mà cái chất lượng thì khỏi phải bàn rồi, rất là đẹp các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đây, để em dọn lên tường cho bác xem này. Rất là đẹp luôn nhá. Đó, rất là đẹp này.
Đấy, những cái led của nó rất là đẹp luôn. Đây các bạn này. Đấy, thì hình dung là nó sẽ ra một cái dạng tia led như này các bạn nhá. Đấy, và càng đẩy lên xa thì cái màu nó càng đẹp. Đó, các bạn thấy không đây. Gần xuống thì nó sẽ như này các bạn này. Đấy, gần xuống thì nó sẽ như này. Đấy, nó dạng các cái bông hoa tròn đan vào nhau rất là đẹp luôn. Đó. Và giá thì con này bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cực kỳ hợp lý và cực kỳ nét Sony luôn. Giá sẽ là 60k nhá. Các bác lên cho em là led xoay nhá, nó có thể xoay tròn được như này. Và giá chỉ có 60.000 thôi. Hàng cắm điện trực tiếp điện 220V. Đây, cắm điện trực tiếp điện 220V nhá. Dây thì dài khoảng là gần 1m nhá. Dây dài khoảng gần 1m các bạn, rất là đẹp luôn. Rất đẹp và khá là tiện dụng nhá. Lên cho em là led xoay, giá của nó sẽ là 60.000. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là led xoay nhá. Đấy, lên cho em là lên mã giúp cho em là led xoay này. Đó. Led xoay giá của nó sẽ là 60k cho một cái con led xoay như này nhá. 60.000 cho một con này các bác nên mua để chơi. Đấy, trang trí phòng ăn, phòng khách, rồi nói chung là decor ở trên tường nhà đều rất là đẹp. Giá rất hợp lý cho bác, lên cho em là led xoay nhá. Đó, rất hợp lý thôi, giá rất hợp lý các bác nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái các bác lên cho em là đuôi lò xo A nhá. Đuôi lò xo A nó sẽ là một con đuôi lò xo như này. Đấy, rất là đẹp các bác này. Đấy, cắm điện trực tiếp điện 220 về nhà các bác xoáy bóng vào đây. Xoáy bóng vào đây cho em nhá. Đó, các bác xoáy bóng vào đây cho em. Cầm cho anh mấy quả bóng 3W ở đây nào. Đấy. Các bác xoáy trực tiếp đuôi vào đây cho em. Đó, xoáy trực tiếp đuôi vào đây nhá. Đó. Và mình cắm điện là xong. Nó có công tắc nhá, con này nó có thể ngoắt ngoéo được luôn. Có thể ngoắt ngoéo được nhá. Đây, cắm vào rất chắc chắn này. Có thể ngoắt ngoéo, có công tắc này. Đấy. Con đuôi lò xo A này thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là đuôi lò xo nhá. Lên cho em là đuôi lò xo A này. Đuôi này. Lò xo này. Lò xo A giá sẽ là 35k nhá. 35k. Đấy. 35.000 cho một con đuôi như này, có công tắc này, có công tắc đóng ngắt này. Ngoài ra thì bên shop có bán cho bác một cái dòng bóng 3W nhá. Bóng 3W. Đấy, con này thì các bác dùng để mình thắp ở trong các cái khu vực nào mình cần ánh sáng liên tục nhưng mà không cần ánh sáng lớn, chỉ cần vừa đủ để mình có thể đi lại hoặc là để ngoài cổng ngoài cửa thôi. Công suất của nó có là 3W thôi, rất là nhỏ. Các bác thắp cái quả bóng này 1 tháng rời liên tục thì cũng chỉ mất 1-2 số điện thôi các nhá, 1-2 số điện thôi. Nó rất là rẻ và tiết kiệm, thì các bác cứ để liên tục cho em ở khu vực nào mà có người già đi lại này, hoặc là trước cửa, trước cổng, hoặc các cái khu vực nào mà cần ánh sáng vừa phải. Đó thì rất là tốt nhá. Giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 10k cho một quả bóng 3W này. 10k cho một quả bóng 3W này các bác nhá. Đó. Các bác lên cho em là bóng 3W nhá. Đấy, bóng 3W giá sẽ là 10.000 và cái đuôi lò xo này là 35.000 nhá, 35.000. Các bác có thể mua combo như này luôn thì là 35.000 cái đuôi với 10.000 quả bóng là 45.000 là về nhà mình sử dụng được luôn. Các bác có thể cắm vào các cái vị trí nào tùy mình mong muốn nhá. Đấy. Đây, lên cho em là bóng 3W. Đấy, các bác lên cho em là bóng 3W nhá. Bóng 3W. Bóng 3W giá của nó sẽ là 10k nhá. 10k trên quả như này. Và bên shop bán thì bán từ 3 quả trở lên nhá. Bán từ 3 quả trở lên. Đó, bóng 3W nhá. Đuôi xoáy dễ sử dụng cho các bác luôn. Mình. Đấy, bóng 3W nhá. Giá sẽ là 10k một quả như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái phớt trần các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là chổi lông phớt trần. Con này thì nó sẽ rút ra thì chiều dài của nó được vào khoảng là 2m6 đến 2m8 nhá. Và nó sẽ có một cây lông như này. Đấy, có một cây lông như này thì con này rất là tiện dụng. Lông này của nó sẽ là thuộc dạng là lông tơ tĩnh điện nhá. Lông tơ tĩnh điện như này thì các bác có thể dùng để mình lau chùi vệ sinh rất là tốt. Xoáy vào đây cho em này. Đấy, các bác xoáy vào đây cho em. Nó tiện lắm các bạn. Đây, xoáy vào đây. Rất là tiện luôn. Đấy, thì các bác dùng để mình phớt trần này, kéo dài ra thì tổng chiều dài của nó vào khoảng là 2m8 các bác này. Dài ngút ngàn luôn, dài tới từ đầu nhà nọ tới đầu nhà kia luôn. Các bác có thể dùng để mình phớt trần này, lau chùi vệ sinh này rất là tốt nhá. Nhà các bác nào có màng nhện màng nhiếc thì dùng con này cho em thì rất là tuyệt vời luôn. Đây, không dùng nữa thì mình lại cho ngắn vào như này. Đấy, cho ngắn vào như này các bác có thể dùng để dùng tự nhiên như này thôi, khỏi phải tháo ra. Hoặc bác nào tính cẩn thận lại tháo ra nhá, tháo ra bỏ vào hộp bình thường. Đấy, tháo ra bỏ hộp bình thường. Và cái này nó có thể ngoắt ngoéo nhá, để các bác đưa vào các cái vị trí như là trên nóc các cái loại thiết bị khác. Đấy, đều được hết nhá. Ví dụ nóc điều hòa rồi nóc chỗ nọ chỗ kia đều ok hết nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con chổi phớt trần như này, giá của nó chỉ có cho các bác là đi 55.000 thôi. Đấy, các bác lên cho em là chổi phớt trần nhá. Chổi phớt trần giá sẽ là 55k. Chổi phớt trần này. Chổi phớt trần giá của nó sẽ là 55k nhá. 55k cho cái chổi phớt trần này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vít đen trợ lực nhá. Sẽ bao gồm cho các bác là một cây vít như này. Một cây đầu vít như này, một đầu vít như này, kèm thêm cho các bác là 6 cây vít, 2 4 6 cây vít với 12 đầu khác nhau nhá. Mỗi cây là một đầu nhá.
Đấy, mỗi cây có 2 đầu, 12 đầu khác nhau, các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Đấy. Chức năng của nó thì là vừa xoáy nhanh vừa trợ lực, dùng rất là ok nhá. Và ưu điểm của con này thì cái giá của nó để phân phối gửi tới các bác, cái giá nó rất là tốt. Các bác có thể cho dài ra này hoặc cho ngắn lại tùy theo này. Đấy, rất là phù hợp nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực nhá. Đấy, có xoáy nhanh đảo chiều, có trợ lực thép CRV. Đấy. Và ưu điểm của con này thì nó rất là nhiều đầu vít nhá. Nó sẽ có tới cho các bác là 6 cây vít và 12 đầu khác nhau nhá. To, nhỏ, lớn, bé, dẹt, tròn, ba khe đầy đủ cho các bác này. To, nhỏ, lớn, bé, dẹt, tròn, ba khe đầy đủ. Và giá thì bên shop đang phân phối cho các bác cái giá chỉ có 60k thôi. Lên mã giúp cho em là vít đen trợ lực nhá. Vít đen trợ lực giá sẽ là 60k. Đó. Các bác lên đúng mã cho em. Vít đen trợ lực này. Vít đen này. Trợ lực này. Đó. Vít đen trợ lực. Giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một con vít đen trợ lực như này. Giá rất tốt cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con sạc dự phòng A nhá. Sạc dự phòng A. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Hàng nội địa Nhật rất là cao cấp nhá. Ở đây thì nó sẽ là một con sạc chất lượng như này các bác này. Hàng của thương hiệu Takasio nhá. Takasio. Có kèm cho các bác một cái dây cáp sạc như này nhá. Có kèm một cái dây cáp sạc như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, giá rất là tốt luôn. Ngoài ra thì các bác có thể cắm trực tiếp cái này vào cái cổng USB của củ sạc hoặc là máy tính để mình sạc nhá. Đó, và nó sẽ có ba chân sạc ra cho ba loại điện thoại khác nhau này. iPhone, Samsung và Oppo này. Đấy, con này thì dung tích của nó sẽ là 20.000 mAh nhá. 20.000 mAh. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Takasio made in Japan nhá, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, về nhà thì các bác cắm trực tiếp vào cho em các cái loại điện thoại. Mình có mẫu điện thoại nào cắm được hết nhá. Đấy, các loại điện thoại cắm được hết đây. Tính năng sạc của nó này. Đấy các bác nhá. Đấy, báo sạc luôn. Rất là tiện nhá. Báo sạc đây, báo pin điện tử luôn. Pin là 87% nhá. Đấy, báo sạc, báo pin luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Thì ở đây nó sẽ có thêm cho các bác là cả một cái cục nguồn như này, là có công tắc bật lên, có đèn pin nhá, có đèn pin chiếu sáng luôn. Đấy, đây có hai cái mắt đèn chiếu sáng này. Thì các bác có thể dùng để mình lấy ánh sáng, nó cũng rất là vừa xinh nhá, ánh sáng vừa xinh. Đó, rất là tiện dụng. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 240.000 nhá, bao ship tận nhà cho bác luôn. Đấy, đang bán là 260.000 đặt về cho bác, giá còn 240.000 bao ship tận nhà cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là sạc dự phòng A, giá chỉ còn 240.000 thôi. 240k bao ship tận nhà cho bác luôn, chơi lớn luôn các bác nhá, hàng nội địa của Nhật. Chỉ còn 240.000 thôi. Dung tích của nó sẽ là 20.000 mAh. Lên cho em là sạc dự phòng A nhá. Đấy, sạc dự phòng A. Giá sẽ là 240k. Đó. Sạc dự phòng A này. Sạc dự phòng A nhá. Sạc dự phòng A giá sẽ là 240k nhá. 240k cho con sạc dự phòng A như này. Rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái khay chữ nhật nhá. Hàng bằng inox 304 siêu dày dẫn và chắc chắn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k cho một chiếc khay chữ nhật như này. Inox 304 này, con này rất là dày và ưu điểm của nó là có nắp nhá. Và nắp của nó là nắp nhựa mềm các bác ạ, nắp nhựa mềm. Cho nên là mình dùng rất là thoải mái, ok luôn. Lên cho em là khay chữ nhật nhá. Đấy. Khay chữ nhật này. Đấy. Lên cho em là khay chữ nhật. Giá của nó sẽ là 30k trên một chiếc như này nhá. 30.000 cho một chiếc khay chữ nhật như này. Đấy, mua từ 5 cái trở lên thì bên em tính cho bác với giá là 140k nhá. 140k. Đó, 5 cái là bằng 5315 thì tính cho bác là 140. Lên cho em là khay chữ nhật nhá. Chiều dài của nó khoảng 12, chiều rộng của nó thì vào khoảng là 10 và chiều cao thì khoảng 78 gì đấy nhá. Dung tích của nó thì con này nó vào khoảng là 500ml nhá, vào khoảng từ 3-500ml. Đấy, em cũng không biết số đo chính xác của nó đâu. Nhưng khoảng từ 3-400ml gì đấy các bác nhá. Đó. Mỗi con khay chữ nhật rất là đẹp nha. Lên mã giúp cho em là khay chữ nhật nhá. Con này các bác dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín bỏ vào tủ lạnh rất là ok luôn. Đấy, nó hình chữ nhật nhất là nhỏ gọn xinh xắn nhá. Lên cho em là khay chữ nhật, giá của nó sẽ là 30.000 cho một chiếc như này. 30.000 một chiếc nhá. Và mua 5 cái thì giá sẽ là 140 cho 5 cái. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nha. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Gọi thì gọi mà nhắn thì nhắn các bác nhá. Vừa nhắn vừa gọi nó mất thời gian, mất công nhá và trùng đơn nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác đưa anh quyển sổ. Cái con đèn thần tài nhá. Các bác lên trên là đèn thần tài. Con này thì rất là đẹp và thông minh luôn. Đây. Đấy. Các bác chỉ cần là ở đây thì nó sẽ có công tắc nguồn này các bác bật lên cho em này. Đấy, đập phát này nó lên này, đập phát này nó tắt này. Đấy, đập lên đập tắt này. Đó. Và đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một con dây sạc như này.
một con dây sạc cái này về nhà các bác cắm ở củ sạc điện thoại nhà mình nhá. Đấy đây, chân cắm sạc đây. Đấy cắm ở đây cho em. Đây, đập phát lên này, đập phát nó tắt này, đập phát lên này. Đấy rất là nhạy luôn nhá. 100 ăn cả 100 luôn nhá. Đấy, chỉ cần tác động này nó sẽ lên này. Đây, tắt này. Đấy, tắt này lên này, tắt này lên này. Đấy, rất là tiện luôn. Các bác chỉ cần là chạm này nó lên thôi. Đấy, chạm nó lên này. Rất là tiện nhá. Thì các bác có thể để ban thờ này, ban thần tài này hoặc là các cái khu vực mà mình để trang trí cũng được, hoặc để co, hoặc là các bác có thể dùng, nói chung là đa di năng luôn. Và nó có thể điều chỉnh tối sáng cho các bác nhá. Đấy, có cả điều chỉnh tối sáng, hàng cực thông minh hiện đại luôn. Sáng này, đấy, tối này, sáng này. Đấy, có thể dùng làm đèn trang trí, đèn đề co, đèn ngủ, các kiểu đèn được hết nhá. Đấy, có thể tắt bằng công tắc này. Đấy, tắt bằng công tắc như này, hoặc là các bác có thể là vỗ tay này nó cũng lên và vỗ tay này nó cũng tắt nhá. Nó rất là đẹp luôn. Đấy. Chiều cao của nó thì nó vào khoảng là 22 đến 25 cm. Đít thì có phủ cao su chống trơn trượt nhá. Và nó sử dụng là bằng pin 18650 nhá. Đấy, cho nên là nó rất là tiện ích. Về nhà các bác chỉ cần cắm sạc là xong, không cần dây dợ, điện đóm lằng ngoằng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên cho em là đèn thần tài nhá. Đèn thần tài này. Đó, đèn thần tài. Đó, đèn thần tài giá sẽ là 60k nhá. 60k cho một con đèn thần tài như này. Đấy, 60k. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn ba cánh nhá. Đấy, đèn năng lượng ba cánh. Các bác lên cho em là đèn năng lượng ba cánh. Thì nó sẽ là một con đèn dạng năng lượng như này. Đấy, và có ba cánh, có điều khiển từ xa này. Đấy, có điều khiển từ xa các bác nhá. Đấy. Và đây thì nó sẽ có dây cắm dây kiếp đầy đủ luôn. Có một tấm pin năng lượng dời như này. Kèm thêm cho các bác là một con đèn năng lượng ba cánh như này. Con này thì các bác về khi sử dụng thì lưu ý các bác là khi mà mình bật đèn ấy, khi mà mình bật đèn ấy là mình phải rút cái chân năng lượng ra thì nó mới lên. À, rút cái chân cắm sạc năng lượng ra nó mới lên. Đấy. Có những lô thì nó như vậy, nên là các bác sử dụng thì lưu ý giúp cho em. Đây, đây là cái chân cắm của nó này. Đấy, em cắm cái chân năng lượng và nó sẽ tắt này. Cho nên là các bác phải rút cái chân năng lượng này ra nó mới lên. Thì lưu ý các bác là khi nào mà mình dùng thì mình rút ra. Đấy, và để cho em cái vị trí thấp một chút. Con này thì nó sẽ là một cái dòng đa di năng, các bác có thể cầm đi cầm lại này, để ăn cơm ăn nước hoặc là để các vị trí đều được nhá. Đấy, nó có thể xoay như này, xoay đảo chiều như này được này, rất là tiện này. Đấy, xoay đảo chiều như này nhá. Đấy, thì rất là tiện luôn. Và các bác có thể dùng đa di năng được. Con này thì công suất của nó thì theo mặc định của nhà sản xuất thì nó vào khoảng là đi 100W nhá, vào khoảng 100W cũng khá là sáng luôn đấy các bạn. Đấy, 100W đối với đèn năng lượng chứ không phải là 100W đối với đèn điện lưới nhá các bác nhá. Đấy, có thể xoay đảo được chiều được như này. Thì con này các bác cứ để ở cái vị trí thấp đi. Thì khi mình có thể lấy ra để mình sử dụng nó cũng rất là tiện. Đấy, lưu ý các bác là khi cắm điện vào thì cắm chân năng lượng vào thì nó sẽ không lên. Đấy, cho nên là khi các bác dùng thì các bác phải rút cái chân năng lượng ra. Đấy, có những con thì nó lên, có những con thì không lên, thì cái này thì về nhà các bác tự ngâm cứu các bác sử dụng nhá. Đó. Đây, và nhớ là bật cho em cái lẫy đằng sau này lên này. Đấy, lẫy đằng sau này lên. Đây thì nó sẽ có là tắt đi này. Đấy, tắt đi này. Bật lên các bác này. Đấy. Sáng 1 này, sáng 2 này, sáng 3 này, sáng 1 là sáng nhất nhá. Đó. Thì có những cái lô là cắm vào nó không lên, như lô này thì cắm vào nó sẽ vẫn lên bình thường này. Đấy. Thì đây nó sẽ có cảm biến đấy, lúc thì lên, lúc thì không, thì tùy theo các bác có thể điều chỉnh nhá. Đấy. Thì con này giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là đèn năng lượng 3 cánh nhá. Đèn năng lượng 3 cánh giá của nó sẽ là 180.000 cho một con đèn năng lượng 3 cánh như này. Rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng trong các cái công việc sử dụng thường ngày trong gia đình nhà mình, để lấy sáng này, rồi là sử dụng để sinh hoạt, rất là ok luôn. Đấy, rất hợp lý thôi. Giá sẽ là 180.000. Lên cho em là đèn năng lượng 3 cánh này. Đó, đèn năng lượng 3 cánh. Đèn năng lượng này. Đó. Đèn năng lượng nhá. Lên cho em là đèn năng lượng nhá. Đèn năng lượng 3 cánh, hoặc là lên cho em là đèn 3 cánh được rồi. Đèn năng lượng 3 cánh giá sẽ là 180k cho con đèn năng lượng 3 cánh như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái con tăng đô hộp nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là một cái dòng tăng đô cực kỳ là chất lượng và giá rất hợp lý cho bác luôn. Đó, một cái tăng đô đựng trong hộp như này. Đấy, chất liệu của nó là bằng đồng này, bằng đồng rất chắc chắn luôn. Có kèm cho các bác pin này, rồi đế sạc này, rồi cữ đầy đủ cho bác này. Đấy, đây sẽ có một viên pin như này. Về nhà lưu ý các bác là lắp pin, mà nếu mà mình lắp không đúng chiều thì mình chỉ cần đảo lại cho em là ok. Đấy, đảo lại cho em là ok thôi. Đó. Thì công tắc nó sẽ ở dưới đít này nhá, công tắc ở dưới đít này. Đấy. Thì đây các bác lắp pin vào cho em nhá, lắp pin vào này. Ví dụ các bác lắp pin mà các bác bật không lên thì đảo cái chiều pin lại cho em là ok. Đảo chiều pin lại, các bác không sợ cháy trước gì đâu. Đảo chiều pin lại này. Đấy, đây thì em sẽ cắt thử cho bác xem nhá. Đây cái lông tay em này. Đấy, cắt thử cho bác xem này. Đây bác này. Đấy, rất là sạch luôn nhá. Đin đâu sạch đấy luôn các bác này, đin đâu sạch đấy luôn các bác theo. Đây, trắng phau luôn, sạch sẽ luôn các bác này. Đó, đin đâu sạch đấy luôn. Thì con này các bác có thể dùng để cắt tóc, cạo râu này. Đấy, chấn viêm này, dùng cho người già trẻ con cực kỳ ok.
Đấy, đây nó sẽ kèm cho các bác là 4 cái cữ luôn nhá. 4 cái cữ luôn. Về nhà các bác lắp cái cữ này vào cho em này. Lắp cái cữ này vào này. Đấy, mình sử dụng này. Đó. Con này thì các bác dùng cho người già trẻ em được hết nhá. Đấy. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ là một cái dòng tăng đơ mà nó không ăn da nhá các nhá. Đấy. Nó sẽ không ăn da các này. Đây, tăng đơ đang chạy nhá. Các bác dùng thoải mái luôn này. Ngó ngoáy này, đục quét này, đấy, cắt này. Đây, ngoáy như này không bị gì nhá. Tắt đi này các bác nhá, không bị gì luôn. Đó thì bật lên này. Các bác nghe tiếng nó kêu chưa? Đây. Băm chặt thoải mái luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác một con tăng đơ như này, giá của nó chỉ có cho các bác là đi 100 cành thôi. Lên mã giúp cho em là tăng đơ hộp nhá. Tăng đơ hộp giá của nó sẽ là 100k cho một cái tăng đơ hộp như này. Giá rất hợp lý để cho các bác mua về mình sử dụng trong gia đình hoặc là các bác làm thợ làm nghề. Lên cho em là tông đơ hộp nhá. Đấy, tăng đơ đựng trong hộp này, lên cho em là tăng đơ hộp nhá. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho một con tăng đơ hộp như này. 100.000 các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là tăng đơ hộp, giá sẽ là 100k. Đó. 100 cành thôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái hàng kéo may hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá, kéo may của Nhật đây. Hàng made in Japan con này, made in Japan. Con này thì các bác dùng để làm thợ làm nghề cắt may thì cực kỳ là ok luôn. Đấy, đưa cho anh tờ giấy. Nó xé ra đi điền. Đấy, cắt may cắt miếc cực kỳ là ok luôn các bác nhá. Đấy. Ui, mày ghê nhỉ. Đây các bác này. Đấy, cắt rất là ngon luôn. Đây, khi các bác cắt thì nó sẽ nghiêng như này các bác này. Đấy. Thì các bác dùng để mình cắt may này, làm thợ cắt may rất là ok nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Đây. Đấy, làm thợ làm nghề các bác có thể cắt vải, cắt đồ may rất là ok. Đấy các bác thấy không? Đấy. Đường cắt phẳng đẹp các bác này. Đấy. Và rất là nhanh nhá. Đường cắt phẳng đẹp và rất là nhanh luôn. Chiều dài của nó thì con này của nó sẽ là tổng là 30 cm và nguyên phần lưỡi này khoảng 12 cm. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn. Hàng chuyên để cắt may 12 inch nhá, 12 inch. Hàng made in Japan các bác này, made in Japan. Đó, lên cho em là kéo may. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là kéo may nhá, kéo may giá của nó sẽ là 160k nhá, 160k cho mấy em kéo may như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, made in Japan các bác nhá. Đó, kéo may. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân các bác nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là cân đấy, lên mã giúp cho em đó là cân cân 5 nhá các bác nhá. Đấy, lên cho em là cân 5. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân. Đấy, cân được 5 cân cho nên là bên em gọi nó là cân 5. Đấy, nó sẽ cân được 5 cân. Và con này thì rất là tiện nhá. Đấy, cân 5 cân rất là tiện luôn. Có tặng kèm các bác một đôi pin như này rồi, có sẵn cho các bác một đôi pin như này. Về nhà các bác chỉ cần lắp pin vào cho em là xong thôi. Lắp pin vào cho em là ok rồi. Đây. Đấy, có lấy pin đằng sau này. Các bác lắp pin vào cho em nhá. Đấy, lắp pin vào. Giá thì con này chỉ có 50.000 thôi. Giá rất rẻ luôn các bác, rất rẻ luôn, 50.000 cho một con cân như này. Đây, con này thì nó cân được 5 cân. Về nhà các bác có thể cân đo đong đếm các cái loại thực phẩm trong nhà bếp rất là ok nhá. Đây. Đấy, ví dụ bây giờ em đặt con tăng đơ này lên em cân cho bác xem này. Đấy. Con tăng đơ này thì cân nặng của nó sẽ là 286 g này. Đấy, bây giờ em muốn trừ bì thì em lại ấn nút 0 này, trừ bì này, sau đó thì em đặt cái con đèn này lên này. Thì con đèn này của nó sẽ là 167 g nhá, gần 2 lạng cho một cái con đèn như này. Con đèn này khá là nặng luôn nhá. Đấy, 167 g con này. Đấy. Thì tính năng trừ bì của nó rất là tốt luôn, để khi các bác sử dụng thì mình sẽ trừ bì đi nhá. Đấy, trừ bì đi. Đấy, lại em lại đặt cái con đèn ba cánh này lên này. Con đèn ba cánh này thì cân nặng của nó sẽ là 551 g nhá, 551 g. Đấy. Sau đó thì các bác bỏ ra thì nó sẽ là về 283 như này, là của cái tăng đơ, thì các bác nhấn trừ đi cho em này là xong. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em là cân 5 nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là cân 5. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k cho con cân 5 nha. Cầm cho anh ấy cân 10. Thôi, lên cho em là cân 5 nhá. Giá sẽ là 50k. Đó. Lên mã giúp cho em là cân 5, giá sẽ là 50k nhá. Đấy, lên cho em là cân 5 này. Đó. Cân 5, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Con này thì cân được là 5 kg nhá, 5 kg. Đó. Ngoài ra thì bên shop có một cái mẫu đó là cân 10 nhá, cân 10. Thì con này nó sẽ là hàng của Đức, còn con cân 5 này hàng của Nhật. Còn con này là hàng của Đức nhá. Đây, made in Germany các bác này. Đấy, đây. Made in Germany, hàng của Đức nhá. Rất chất lượng cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ cân được 10 cân, cũng có kèm cho các bác một đôi pin con thỏ loại nhỏ như này, pin tiểu nhỏ này. Về nhà các bác cũng lắp pin vào cho em, có sẵn pin cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, không phải đi mua thêm pin nữa, rất mất công. Đó, và con này thì nó sẽ cân được tổng là 10 cân. Mặt của nó thì bằng inox nhá, mặt inox sáng bóng luôn các bác này. Đấy, mặt inox sáng bóng luôn. Đó, rất là đẹp. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đấy thì bây giờ con này nó sẽ như này nhá. Con này cân được 10 cân nhá. Đây em sẽ đặt cái ấy này lên cho các bác xem này. Đấy. Đặt cái cân này lên cho các bác xem này đây nhá. Đây sẽ là một con cân 5 nhá. Con cân 5 này nặng là 219 g này. 219 g.
Đây, em sẽ ấn trừ bì này. Sau đó thì là em sẽ đặt cái tăng đơn này lên các nhá. Đặt cái tăng đơn này lên. Đấy, 287 gram. Chuẩn luôn các nhá. 287 gram đúng như con cân trước luôn nhá. Đó. Thì nó sẽ có tính năng trừ bì nha các bác nhá. Đó. Lưu ý các bác là nếu mà quạt động gió là nó cũng cân nó vẫn nhảy này. Đấy. Thế nên là cân này phải thật là tĩnh nhá. Cân phải thật là tĩnh tại vì nó tính bằng gram một mà. Đấy, có tính năng trừ bì cho các bác luôn, rất là tiện. Con này thì nó sẽ là cân được 10 cân nhá. Cân được 10 cân các bạn. Đấy, con này nó sẽ cân được 10 cân. Thì các bác lên cho em là cân 10 nhá. Lên cho em là cân 10. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con cân 10 này thì giá của nó sẽ là 160.000. Đấy, các bác lên cho em là cân 10 nhá. Lên cho em là cân 10 này. Cân 10 giá sẽ là 160k. Nó sẽ cân được 10kg nhá. Cân được 10kg. Lên cho em là cân 10 không nhá. Cân 10. Đó, giá thì rất là hạt rẻ và hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo bếp vàng nhá, hàng của thương hiệu Asaka Japan. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, toàn bộ chữ Nhật hết này. Đấy, Asaka Japan nhá. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 cho một chiếc kéo như này thôi. Giá chỉ có 35k thôi nhá. Đấy. Hàng thì cực kỳ là bén các bác luôn này. Đấy, rất là bén luôn các bác nhá. Đấy, rất là bén luôn. Đó, các bác thấy không? Rất bén luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là kéo bếp vàng nhá. Giá chỉ có 35.000 cho một chiếc này thôi. Tất cả đều là bằng thép SK5 hết này, thép SK5. Đấy, cái phần cán này cũng bằng hợp kim nhá. Phần cán này cũng bằng hợp kim luôn. Cắt thì cực kỳ là ngon nhá, cắt rất là ngon các bạn. Đấy, cắt rất là ngon luôn. Đây, các cái loại giấy bóng dày mỏng cắt được hết các bạn này. Đấy, cắt rất là ngon các bạn nhá. Đấy, cắt rất là ngon luôn các bạn thấy không? Đó. Giấy bóng mềm, giấy bóng dai cắt được hết nhá. Còn này các bác cắt nem, cắt gà, cắt thực phẩm, cắt thức ăn đều ok hết. Hàng nội địa của Nhật này, Japan này. Đấy. SK5 không gì nhá. Lên cho em là kéo bếp vàng nhá. Giá thì sẽ là, giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Chỉ có cho các bác là 35.000 một chiếc thôi. 35.000 một chiếc. Và bác nào lấy từ 3 chiếc thì sẽ là 100.000. Lên cho em là kéo bếp vàng nhá. Kéo bếp vàng này. Đó, kéo bếp vàng. Giá sẽ là 35k trên một chiếc. Và 3 cái thì sẽ là bằng 100.000 nhá. 100.000 3 cái này. Mua về dùng dần. Đấy, mua về dùng dần các bác nhá. Dùng dần luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa 7 màu nha các bác. Lên cho em là đũa 7 màu. Đợt này hàng về số lượng thì giá rất là tốt cho các bác luôn. Một cái hộp, một cái vỉ đũa 7 màu này các bác này. Đấy, rất là đẹp, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao nhá, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc các nhá. Dòng này thì siêu siêu chống nấm mốc cho các bác luôn. Nó kháng khuẩn, chống nấm mốc cực kỳ là tốt. Và giá thì bên shop đang sân siêu gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Đây. Đũa bằng sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống chịu nấm mốc cực kỳ là tốt nhá. Đấy. Đầu có đánh nhám chống trơn trượt này, sợi thủy tinh luôn. Chịu được nhiệt độ lên tới là 200 độ C nhá, 200 độ C. Đấy, màu sắc đẹp, trang nhã lịch sự. Đấy, có chia màu cho ông, cho bà, cho con, cho cháu đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 70.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 60k thôi nhá. 60.000 cho một cái vỉ đũa 7 màu như này. Đấy. Các bác lên cho em là đũa 7 màu nhá, giá của nó sẽ là 60k trong vỉ như này. Đó. Lên cho em là đũa 7 màu nhá. Đũa 7 màu này. Giá của nó sẽ là 60k trên một vỉ 5 đôi nhá. Vỉ này của nó bao gồm 5 đôi như này các bác này. Đấy. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. 1 2 3 4 5. Đấy, 5 đôi với 5 màu khác nhau. Đấy, các bác có thể mua 1 2 3 vỉ về mình dùng dần. Đấy, sợi thủy tinh rửa phát khô luôn, rất là sạch nhá và an toàn. Đấy. Rồi, ok.